Chàng rể đại gia. Chu Dương. Chương 961, bánh xe mặt trời. Phần thưởng, Chu Dương nuốt nước bọt nhìn bộ dạng hấp dẫn của Thẩm Bích Quân. Đây là một cách thưởng sao? Anh chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói ra. Thế nhưng Thẩm Bích Quân cảm nhận được suy nghĩ thật sự của anh thông qua ánh mắt. Vãi, trong đầu anh đang nghĩ gì vậy? Thẩm Bích Quân gõ nhẹ vào đầu Chu Dương, chuẩn bị chút đi, đi theo bổn chủ tịch nào. Đi làm gì, Chu Dương hiếu kỳ hỏi. Thế nhưng vẫn thành thật bắt đầu thu dọn đồ đạc. Người đẹp đã mời, chắc chắc không có lý do để từ chối. Thẩm Bích Quân nhấc chân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, bổn chủ tịch thưởng cho anh cùng đi dạo trung tâm thương mại với tôi, thế nào, cảm động không? Ồ, đi trung tâm thương mại, ý gì vậy, đi, đi mua sắm, Chu Dương vừa nhấc chân lại do dự dừng chê y không? Sau đó nói với vẻ mặt đau buồn, không cảm động, không cảm động. Đi mua sắm với phụ nữ chắc chắn là một trong những chuyện đau buồn của đàn ông chê y thế giới này. Trời mới biết trung tâm thương mại phức tạp thế nào, rõ ràng không phải là một không gian rộng lớn, phụ nữ đi vào liền tản bộ trong đó 3-4 tiếng đồng hồ. Ngay cả hoàng đế võ giả mạnh mẽ như Chu Dương, sau khi đi mua sắm cùng phụ nữ cũng sẽ than thở rằng đây không phải là cuộc sống của con người. Không chỉ mệt mỏi về thể chất, mà chủ yếu là mệt mỏi tinh thần. Liên tục lặp lại những hành động một cách máy móc, nhìn vài bộ quần áo khác nhau nhưng chê y thực tế lại rất giống nhau, cảm thấy bản thân như cái xác không hồn. Điều đáng sợ nhất là phụ nữ lại cầm vài bộ quần áo hỏi bạn, cái nào đẹp? Cái nào cũng đẹp. Đây rõ ràng là những bộ quần áo giống nhau, nhưng trong mắt của phụ nữ, hình như có sự khác biệt ngàn dặm. Cứ bắt bạn nói ra rốt cuộc chỗ nào khác nhau, chỗ nào đẹp. Cho nên sau khi nghe sắp đi mua sắm, Chu Dương đột nhiên do dự, nhanh chóng nói mình hoàn toàn không cảm động. Thẩm Bích Quân trừng mắt nhìn anh, bớt nói lời nhảm nhí đi, anh phải làm tôi vui. Có thể đi mua sắm cùng với bổn chủ tịch, đây là điều ước mong của biết bao đàn ông, anh dám nói anh không vui ư? Tôi, không dám, tôi rất vui, Chu Dương gượng cười, nhưng nụ cười còn mếu hơn cả khóc. Vậy được, ngoan lắm. Thẩm Bích Quân vui vẻ vỗ vào gò má của Chu Dương, sau đó về phòng làm việc thay quần áo. Hai người chuẩn bị một lát, liền đi thẳng ra ngoài. Trên y đường, Chu Dương đã hiểu tại sao Thẩm Bích Quân phải kéo anh đi dạo trung tâm thương mại. Thứ nhất, thời gian này Chu Dương thật sự rất bận, anh muốn mở rộng quy mô của công ty Danh Dương, bận rộn cho ra mắt sản phẩm chủ đạo thứ ba. Sau đó trong quá trình này, anh còn phải để mắt đến động tĩnh của Hứa gia. Có thể nói là, thời gian này Chu Dương bận rộn như bay, chân không chạm đất. Thật ra Thẩm Bích Quân muốn kéo anh đi thả lỏng một chút, không muốn anh cứ ở trong phòng làm việc. Ngoài ra, lần này cô ấy gọi Chu Dương ra ngoài chủ yếu là muốn mua quần áo cho Chu Dương. Vì sau đó, bọn họ có một cuộc đàm phán rất quan trọng. 3 ngày sau, ngành mỹ phẩm của thành phố Đông Hải sẽ tổ chức hội nghị triển lãm. Không nghi ngờ gì nữa. Nhân vật chính của hội nghị này, chính là công ty Danh Dương, bây giờ công ty Danh Dương, tương đương với một nhân vật đi đầu trong ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải. Đây không phải là điều quan trọng nhất là chủ đề thảo luận trong hội nghị lần này, chính là sản phẩm nổi bật thứ ba mà Chu Dương sắp tung ra. 2 sản phẩm nổi bật trước đây, đã giúp công ty phát triển lớn mạnh vượt bậc trở thành công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp này, thậm chí giá trị thị trường còn tăng lên gấp mấy lần. Điều này biến công ty Danh Dương trở thành con cừu béo bở trong tất cả công ty mỹ phẩm. Thật ra lúc Chu Dương nói sắp tung ra sản phẩm nổi bật thứ ba, ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải đã bùng nổ, tất cả đều muốn đàm phán với Chu Dương và công ty Danh Dương, cố gắng giành quyền hợp tác ưu tiên. Sau này Chu Dương rời khỏi Đông Hải đi đến Thánh Sơn, chuyện này bị tạm dừng một thời gian. Thế nhưng vẫn có vô số người quan tâm đến mọi hành động của công ty Danh Dương. Vì chuyện này, ngành công nghiệp mỹ phẩm của thành phố Đông Hải thậm chí hơi náo loạn, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, nếu như sản phẩm nổi trội thứ ba của Chu Dương cũng thành công như 2 sản phẩm trước, thì các công ty khác đều muốn hợp tác với công ty Danh Dương. Nếu như không hợp tác với công ty Danh Dương thì đồng nghĩa với việc thất bại. Do đó, những người này mới điên cuồng như vậy, muốn làm mọi cách để gặp được Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Khoảng thời gian này,
Chu Dương không hề để ý đến những người này, cho nên những áp lực đều do Thẩm Bích Quân chống đỡ. Có thể nói, Chu Dương phụ trách nghiên cứu sản phẩm, còn Thẩm Bích Quân phụ trách đàm phán hợp tác, sự hợp tác của hai người cũng coi như khá ăn ý. Hội nghị ngành mỹ phẩm lần này cũng do Thẩm Bích Quân đề xuất tổ chức. Vì cô ấy nhận ra người muốn hợp tác với công ty danh dương thật sự quá nhiều, cô ấy không thể gặp họ, cho dù có thể gặp, cô cũng không thể xử lý xong những tư liệu của các công ty này. Thế nhưng nếu như không xử lý và không gặp những người này, tương đương với việc từ chối hợp tác với các công ty đó. Bây giờ, nếu công ty danh dương từ chối hợp tác với công ty khác, vậy thì công ty đó có thể tuyên bố phá sản. Dưới tình hình này, những người đó lựa chọn bí quá hóa liều. Một số bắt đầu liều mạng lao vào, một số khác bán gia sản để lấy tiền tạo mối quan hệ, có bên thẳng thừng đe dọa, nếu như Thẩm Bích Quân không đàm phán với bọn họ, sau khi công ty của bọn họ phá sản, sẽ nghĩ cách báo thù công ty danh dương. Những việc này đều là vấn đề khiến người ta đau đầu, Thẩm Bích Quân thật sự không xử lý được, mới nghĩ ra chủ ý này, tập hợp bọn họ lại, tổ chức một hội nghị ngành mỹ phẩm. Còn về cách thức hợp tác thế nào? Mọi người sẽ thống nhất trong cuộc họp. Đương nhiên, với tư cách là quản lý cấp cao cốt cán của công ty danh dương, Chu Dương cũng phải xuất hiện, cho nên Thẩm Bích Quân mới muốn đưa Chu Dương đi mua quần áo. Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại nửa ngày, mua rất nhiều quần áo, Chu Dương mệt như một con chó nhỏ, còn Thẩm Bích Quân lại vui vẻ như cô tiên nữ. Chu Dương, chúng ta không về nhà được không, anh ngồi chơi chê y bánh xe mặt trời với tôi đi. Vẻ mặt mong đợi của Thẩm Bích Quân chỉ vào khu vui chơi bên cạnh nói. Chu Dương rất muốn từ chối, thầm nói tôi xách nhiều túi thế này, sao có thể cùng cô ngồi chê y đó. Nhưng lúc anh nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Bích Quân, liền nuốt lại lời từ chối ở khóe miệng. Mặt trời lặn hướng Tây, trong ánh nắng yếu ớt, sắc mặt mong đợi và hưng phấn của cô gái chỉ tay về bánh xe lớn được che khuất trong ánh mặt trời. Tất cả đều đẹp như tiên cảnh, sao anh có thể từ chối chứ? Chương 962, gặp lại băng nguyệt. Chu Dương dám bảo đảm, chỉ cần là đàn ông, chắc chắn sẽ không nói được câu từ chối khi đối diện với cảnh tượng như vậy. Quả thật là quá đẹp, ánh hoàng hôn mờ ảo trải dài khắp thế gian, cô gái ở trước mặt đã hóa thành màu vàng nhạt, điều then chốt là trong đôi mắt xinh đẹp kia, lại có sự chờ mong. Bạn có thể từ chối sự mong đợi này sao? Chắc chắn không thể. Chỉ cần là đàn ông thì không thể nói ra hai chữ từ chối. Cho nên Chu Dương liên tục gật đầu, đi theo Thẩm Bích Quân đang tung tăng nhảy chân sáo phía trước, anh bước về phía bánh xe mặt trời. Gặp ma rồi. Sao anh lại đồng ý rồi? Vừa nãy quả thật Thẩm Bích Quân rất đẹp, nhưng Chu Dương nhìn thấy người phụ nữ đẹp thì có thể quên bản chất đàn ông sao? Anh muốn về nhà nghỉ ngơi. Chuyện gì thế này? Làm sao có thể đồng ý một cách khó hiểu vậy? Tuy nhiên hết cách rồi, chị y đời không có thuốc hối hận để uống, nếu đã đồng ý, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tiếp. Đột nhiên, chân anh dừng lại. Cả người đứng sững vị trí cũ, không nhúc nhích. Hở, anh sao thế? Thẩm Bích Quân nhận ra Chu Dương không ổn lắm, sau đó cô quay người hỏi. Thế nhưng Chu Dương vẫn bất động, im lặng đứng ở đó, ánh mắt đờ đẫn. Thẩm Bích Quân giơ tay vẫy trước mắt Chu Dương, anh cũng không chớp mắt. Cô không còn cách nào khác, cô nhìn theo ánh mắt của Chu Dương, đập vào mắt là một cô bé. Một cô bé rất kỳ lạ. Tại sao nói cô bé kỳ lạ? Vì cô bé này rất đẹp, với hai bím tóc nhỏ lộn ngược, đôi mắt to sống động mơ màng, khuôn mặt trắng nõn cùng với khuôn miệng thanh tú. Cô bé có vẻ rất thích cười, mỗi lần cười đều để lộ hai chiếc răng khỉnh và má lúm đồng tiền nhỏ bên cạnh. Thật đẹp, sau này tôi sẽ sinh một bé gái như vậy, Thẩm Bích Quân tự lẩm bẩm. Cô cũng sững sờ trong chốc lát, vì khí chất của cô bé này rất tốt, trông khoảng 7-8 tuổi, tựa như một công chúa nhỏ. Chỉ là cô bé đang nhặt rác. Đúng, tại sao nói cô bé này kỳ lạ, là vì khí chất chê y người của cô bé rất tốt, ánh mắt sinh động có hồn, dường như đang quan sát người xung quanh từng giây từng phút. Thế nhưng hành vi lại không phù hợp với khí chất của cô bé ăn mặc rất rách rưới, chê y lưng mang theo một chiếc bao tải bằng cỡ người, thành thục đạp một cái chai rồi ném vào trong bao tải. Rất rõ ràng, trong bao tải toàn là ve chai, còn hành động của cô bé, cũng thành thục khiến người khác đau lòng. Thật sự rất kỳ lạ,
một bé gái đáng yêu như vậy, tại sao lại đi nhặt rác? Thẩm Bích Quân phản ứng lại, sau đó xua tay trước mặt của Chu Dương, nhưng điều này cũng không đến mức khiến anh ngẩn ra như vậy chứ, dựa vào sự hiểu biết của tôi về anh cũng không phải người như vậy. Thẩm Bích Quân nói với vẻ mặt khó hiểu. Cô bé đáng yêu trước mặt có thể làm công việc nhặt rác thật sự khiến người khác hiếu kỳ. Thế nhưng dựa vào tính cách của Chu Dương, nếu anh thật sự không thoải mái khi nhìn thấy tình huống này, trước tiên nên đưa cô bé này về nhà chăm sóc mới đúng, nói thế nào cũng sẽ không đứng ngây ra một chỗ, giống như mất đi ý thức. Ý chí của Chu Dương mạnh mẽ lắm mà, chưa bao giờ Thẩm Bích Quân nhìn thấy anh có bộ dạng như vậy, do đó mới thật kỳ lạ. Sau khi nghe Thẩm Bích Quân nói vậy, Chu Dương mới phản ứng. Thế nhưng anh không trả lời Thẩm Bích Quân, mà chạy nhanh về phía cô bé đó. Băng Nguyệt, là Băng Nguyệt sao? Chu Dương vừa chạy như bay, vừa lẩm bẩm hỏi. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Thẩm Bích Quân giận dữ dậm chân, rốt cuộc Chu Dương làm sao vậy? Tại sao nhìn thấy cô bé này lại Kaiota siết động đến thế? Cô bé này không phải là con riêng của anh đó chứ? Thẩm Bích Quân hơi phiền muộn. Chu Dương đương nhiên phải Kaiota siết động. Vì cô bé đáng yêu trước mắt chính là Băng Nguyệt dẫn bọn họ đi vào Thánh Sơn. Sau khi trở về từ Thánh Sơn, Chu Dương luôn cho rằng Băng Nguyệt đã chết. Anh cho rằng Băng Nguyệt thật ra là một tập hợp năng lượng, sau khi truyền toàn bộ năng lượng cho mình, thì cô bé sẽ biến mất hoàn toàn. Ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng Chu Dương thật ra luôn nhớ đến cô bé ma mị này. Bây giờ, anh lại nhìn thấy Băng Nguyệt. Tuy không biết tại sao cô bé lại ăn mặc rách rưới, hơn nữa còn đang nhặt rác, nhưng anh chắc chắn đây là Băng Nguyệt. Không chỉ nhìn khuôn mặt, còn đôi mắt sinh động đó, tất cả đều lộ ra khí chất mê hoặc lòng người, đây vốn dĩ là cô bé Băng Nguyệt có tính khí nóng này. Vì thế Chu Dương mới Kaiota siết động như vậy, anh chạy đến trước mặt của Băng Nguyệt, sau đó ngồi xổm xuống Kaiota siết động nắm lấy cánh tay nhỏ của Băng Nguyệt, hưng phấn nói cháu là Băng Nguyệt đúng không? Cháu chắc chắn là Băng Nguyệt đúng không? Cô bé bị dọa sợ, vội vàng lùi một bước nhìn Chu Dương, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Thế nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt Kaiota siết động của Chu Dương, cô bé đảo mắt một vòng, sau đó khẽ cười ngọt ngào, đúng vậy, chú, tôi chính là Băng Nguyệt, cuối cùng chú cũng đến tìm tôi rồi. Đương nhiên chú sẽ tìm cháu, chú chỉ không biết cháu còn sống mà thôi, xin lỗi chú đến trễ rồi, Chu Dương không nghĩ nhiều. Sau khi nghe cô bé thừa nhận mình là Băng Nguyệt, anh bắt đầu giải thích. Được rồi, chú không cần giải thích nữa, cô bé ngắt lời anh, nếu chú đến trễ, vậy cũng không cần nói xin lỗi, lời xin lỗi hữu dụng thì còn cần đến cảnh sát làm gì đúng không? Thế này đi, chú cho tôi mượn 10 tệ, tôi tha thứ cho chú. Hả, Chu Dương sững sờ, không nghĩ rằng Băng Nguyệt sẽ có yêu cầu này. Hả gì mà hả, làm gì? Ngay cả 10 tệ mà chú cũng không có sao, khuôn mặt cô bé lộ vẻ khinh thường. Vậy chú đi đi, chú nhận nhầm người rồi, tôi không phải Băng Nguyệt mà chú cần tìm, chú thích tìm ai chơi thì tìm người đó chơi, đừng trêu đùa bà đây. Cô bé vừa nói vừa quay đầu đi hướng khác, tự lẩm bẩm một mình, thật xúi quẩy, lại đụng phải một tên ma nghèo như vậy, đến 10 tệ cũng không có nổi, sao lại nghèo hèn đến thế chứ? Chu Dương hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Tình huống gì đây? Không phải anh không có 10 tệ, anh đương nhiên có thể lấy 10 tệ ra, chỉ là anh chưa kịp phản ứng thôi, không ngờ Băng Nguyệt lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng cô bé đó sao lại đi như vậy? Lẽ nào, cô bé thật sự không phải Băng Nguyệt, mình nhận nhầm rồi sao? Bỗng nhiên, Chu Dương thấy hơi mất mát. Lúc này Thẩm Bích Quân đi từ đằng sau anh đến, này, sao thế, gạ bán cô bạn nhỏ thất bại rồi à? Thẩm Bích Quân nói với vẻ mặt giễu cợt, được rồi đừng Kaiota siết động nữa, vừa nãy tôi nghe người ta nói, cô bé này xuất hiện ở thành phố Đông Hải đã 2 tháng, đừng thấy cô bé tuổi còn nhỏ mà xem thường, cô bé rất thông minh đấy, không ai thành công trong việc gây sự chú ý của cô bé. Chương 963, ông chú biến thái. Vốn dĩ, Chu Dương đã từ bỏ rồi. Bởi vì anh cảm thấy cô bé kia chưa chắc đã là Băng Nguyệt. Tuy nhìn rất giống. Hơn nữa tính cách cũng rất giống nhau, đều là kiểu tính cách tinh quái. Nhưng nếu cô bé kia thật sự là Băng Nguyệt, cô bé không thể nào không biết mình. Còn nói mấy lời kỳ lạ như mượn anh 10 tệ gì đó.
Sở dĩ cô bé kia thừa nhận mình chính là Băng Nguyệt, chẳng qua chỉ vì muốn lừa được 10 tệ từ chỗ Chu Dương mà thôi, dù Chu Dương có ngốc, thời điểm này cũng có thể phản ứng lại. Từ lúc đầu cô bé đã hoảng sợ khi nhìn thấy Chu Dương, sau đó cố ý thừa nhận mình là Băng Nguyệt, rồi mở lời mượn Chu Dương 10 tệ, liên kết lại những chuyện này sẽ phát hiện cô bé này căn bản không hề biết Chu Dương, cũng chưa từng nghe nói đến cái tên Băng Nguyệt. Vì vậy Chu Dương nhận định cô bé này không phải là Băng Nguyệt. Nhưng khi Thẩm Bích Quân nói cô bé này xuất hiện ở đây được 2 tháng, trong lòng Chu Dương lại dao động mãnh liệt. 2 tháng rồi. Lúc anh tới Thánh Sơn cũng là 2 tháng trước. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Không, nhất định không phải trùng hợp, có lẽ vì nguyên nhân gì đó, Băng Nguyệt đã quên mất bản thân cũng chưa biết chừng. Nghĩ tới đây, anh lại vội vàng đuổi theo. Lần này, anh lại không để ý đến Thẩm Bích Quân. Chu Dương, anh hay lắm. Tôi thấy anh đúng là điên rồi. Vì một cô bé như vậy, lại không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi thấy cô bé này nhất định là con gái riêng của anh. Thẩm Bích Quân nói ra một cách chua chát, dường như cô đang ghen. Ghen với một cô bé chỉ có 7, 8 tuổi. Về lý mà nói thì có lẽ không, nhưng phản ứng khi Chu Dương nhìn thấy cô bé đó quá mức mãnh liệt. Vì vậy Thẩm Bích Quân hơi ghen cũng là bình thường. Lúc này, Chu Dương đã đuổi kịp cô bé kia. Băng Nguyệt, chờ chú một chút. Chu Dương chụp lấy tay Băng Nguyệt, nghiêm túc hỏi, nghe chú nói trước, cháu thật sự không phải Băng Nguyệt sao? Lời của Chu Dương nghe hơi mâu thuẫn, vừa gọi người ta là Băng Nguyệt, lại vừa hỏi người ta rốt cuộc có phải Băng Nguyệt không? Nhưng cũng may lời này tất cả mọi người nghe đều có thể hiểu, cũng không có chuyện gì lớn lắm. Cô bé tỏ vẻ chán ghét, xoay người lại, nhìn Chu Dương nói, chú à, rốt cuộc chú là ai, muốn làm gì vậy? Tôi là ai không quan trọng là chú có tiền hay không, hiểu chưa, nếu chú có thể cho tôi mượn 10 tệ, thì tôi có thể là Băng Nguyệt, nhưng nếu 10 tệ mà chú cũng không có, vậy chúng ta chỉ có thể nói bye bye thôi. Cô bé lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nói tiếp, đúng là nực cười, cách bắt chuyện của chú cũng quá cũ kỹ rồi, cứ phải giả vờ bộ dạng nhận nhầm người à. Chú à, bây giờ trò bắt chuyện này đã không dùng được nữa, dùng tiền thì thiết thực hơn đó. Lời của cô bé lập tức khiến người bên cạnh cười phá lên. Bởi vì từ miệng một cô bé nhỏ như vậy mà nói ra những lời nói kiểu này, thật sự là vô cùng buồn cười. Nhất thời Chu Dương cũng trở nên lúng túng. Bởi vì người xung quanh rõ ràng đã thật sự coi anh là kẻ đến bắt chuyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ biểu hiện của hai người, rõ ràng cô bé không quen Chu Dương, nhưng Chu Dương cứ một mực nói mấy câu kiểu cháu trông rất giống một người bạn của chú, cháu thật sự không phải bạn chú Băng Nguyệt sao? Đây hoàn toàn là chiêu trò bắt chuyện mà. Quan trọng là anh bắt chuyện với một cô bé xinh đẹp, một cô bé nhặt ve chai, lẽ nào Chu Dương thật sự là một ông chú biến thái? Người vây xem ngày càng đông, Chu Dương không còn cách nào khác, anh lấy ví tiền từ trong túi ra. Ừ. Ở đây chú có tiền, bây giờ cháu có thể là Băng Nguyệt rồi chứ? Chu Dương cảm giác mình đang lừa gạt một thiếu nữ ngốc nghếch, không khỏi đỏ mặt. Sau khi nhìn thấy tiền trong ví Chu Dương, hai mắt cô bé tỏa sáng, suýt nữa chảy cả nước miếng. Cái đó, tôi không cần nhiều tiền như vậy, chú cho tôi 10 tệ là được rồi, cô bé nuốt nước miếng nói, bởi vì mẹ từng nói, không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Lấy 10 tệ của chú. Tôi có thể nói chuyện với chú vài câu, nhưng nếu lấy nhiều tiền, có thể chú sẽ dẫn tôi đi, vậy thì không được, tôi không mắc lừa đâu. Lời của cô bé lại lần nữa dẫn tới một trận cười vang. Chê y thực tế, bởi vì sự xuất hiện của cô bé này, trong vòng 2 tháng đã có không ít người đến trêu chọc cô, dù sao thì cô bé này thật sự rất đáng yêu. Nhưng chưa từng có ai thành công, cô bé này nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng thực tế vô cùng cẩn thận. Mặc dù có người dùng tiền để dụ dỗ cô bé, nhưng cô bé cũng rất cẩn thận chỉ lấy 10 tệ, sau đó sẽ chơi với người đó chê y quảng trường nhiều hơn người khác một chút, tuyệt đối không cùng người khác rời khỏi quảng trường nhộn nhịp này. Vì vậy 2 tháng nay, cô bé đều vô cùng an toàn, mọi người thường đi qua quảng trường này cũng đã quen với sự tồn tại của cô bé, thường xuyên có người chào hỏi cô bé giống như người quen cũ, hoặc là chơi đùa một lúc. Nhưng tuyệt đối không xuất hiện tình huống có người thật sự muốn bắt cóc cô bé. Có thể nói,
Cô bé đã có sức ảnh hưởng nhất định ở quảng trường này, được xem như một người nổi tiếng nhỏ, không ai có ý đồ xấu với cô bé. Hôm nay Chu Dương đến, giống như là một người lỗ mãng, ắt sẽ trở thành đối tượng gây cười cho mọi người. Ha ha, tôi nói này chàng trai trẻ, cậu cũng không hỏi thăm xem cô bé trước mặt cậu này là ai, còn thật sự tưởng mấy trăm tệ là có thể lừa người đi à? Thật là, hơn nữa tôi thấy người này hơi kỳ lạ, hình như cậu ta không phải thật sự muốn chơi đùa cùng cô bé Thủy, mà là thật sự muốn lừa cô bé đi, người đàn ông này có phải hơi nguy hiểm không, lại có người nói. Cô bé Thủy là tên của cô bé này trên y quảng trường. Tên cô bé không phải là Băng Nguyệt, mà tên là Nhược Thủy, tất cả mọi người đều gọi cô là cô bé Thủy. Những người khác chơi đùa cùng cô bé Thủy, đa số đều là mang tính chất đùa giỡn, ví dụ như nói tôi cho cháu 100 tệ, cháu cùng tôi về nhà đi. Hoặc là nói nhà cháu ở đâu, hay là về nhà cùng tôi, làm con gái của tôi đi. Nhưng vẻ mặt sốt ruột nghiêm túc như Chu Dương thì thật sự mới là người đầu tiên. Điều này cũng khiến mọi người trở nên cảnh giác, Chu Dương liệu có phải thật sự là ông chú biến thái, hoặc là bọn buôn người xấu xa. Thật sự muốn lừa cô bé đi. Nếu thật sự là vậy, chuyện đã này trở nên nghiêm trọng rồi. Tôi nói này chàng trai, cậu đùa vậy cũng đủ rồi đấy, không cần đóng kịch ở đây nữa, cô bé Thủy rõ ràng không quen cậu, cậu còn giả vờ là người quen cái gì. Nếu cậu còn dám tiếp tục làm phiền khách hàng của cô bé Thủy, chúng tôi phải báo cáo cho người ta bắt cậu, một bác gái hơn 40 tuổi đứng ra nói. Lời nói của bác cũng được sự hưởng ứng của mọi người, họ lũ lượt đứng ra cảnh cáo Chu Dương, rõ ràng đã coi Chu Dương là kẻ xấu. Chương 964, người đẹp cứu anh hùng. Bây giờ Chu Dương không nói nên lời. Anh muốn nói anh thật sự anh không phải kẻ xấu. Vì anh nghĩ cô bé Thủy chính là Băng Nguyệt mà mình quen biết, cho nên mới làm quen với cô bé. Hai tháng trước, Chu Dương đi Thánh Sơn, tình cờ gặp Băng Nguyệt, Băng Nguyệt đã đưa anh vào ảo ảnh để thử nghiệm. Bản thân hôn mê hai tháng, Băng Nguyệt biến mất sau khi tỉnh lại, mà nhóm người Hứa Thiên Long và Ngưu Xuyên ở bên ngoài canh giữ cũng chưa từng nhìn thấy Băng Nguyệt bước ra. Nói cách khác, Băng Nguyệt rất có khả năng biến mất sau khi anh đi vào ảo ảnh. Cộng thêm tính cách và ngoại hình này, điều quan trọng là cô bé Thủy còn đang nhặt rác, nhìn bộ dạng giống người vô gia cư, sao chê y thế giới lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên lớn đến vậy. Hầu như tất cả các bằng chứng đang chứng tỏ cô bé Thủy này chính là Băng Nguyệt. Anh không thể nói ra những lời này vì người bình thường chưa từng tiếp xúc với những thứ như Thánh Sơn, nếu Chu Dương nói thẳng ra, có bị người khác coi là ông chú biến thái hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ bị xem là kẻ tâm thần. Cho nên bây giờ anh chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào cô bé, Băng Nguyệt, lẽ nào cháu thật sự không nhớ chú sao? Nếu như cháu không nhớ chú, có thể nói cho chú biết nhà của cháu ở đâu không? Vừa nãy cháu nói mẹ của cháu dặn dò không có cái gì miễn phí chê y đời, vậy mẹ cháu đang ở đâu? Cháu xuất hiện ở đây hai tháng trước, vậy trước đó cháu sống ở đâu vậy? Chu Dương đưa ra một loạt câu hỏi. Sau khi nghe những câu hỏi này, những người xung quanh cũng bắt đầu im lặng, ánh mắt hiếu kỳ của từng người nhìn chằm chằm vào cô bé. Một cô bé kỳ quặc như vậy, không thể phát triển được tính cách thế này nếu như không có sự giáo của bố mẹ, hoặc không tiếp xúc với người trưởng thành. Nói cách khác, cô bé Thủy chắc chắn sống cùng với người lớn nào đó. Nhưng mối quan hệ giữa cô bé và những người lớn này không dễ nói. Nếu như đó là bố mẹ của cô bé Thủy, nhưng có bố mẹ nào lại cho phép cô bé 7-8 tuổi ra ngoài nhặt rác cả ngày chứ? Ngoài ra, cô bé thật sự xuất hiện ở khu này nhặt rác 2 tháng trước. Trước đó, căn bản chưa ai nghe nói về một cô bé như vậy. Chê y thực tế, nếu như cô bé đang sống ở thành phố này trước đây, vậy sớm nổi tiếng từ lâu mới đúng. Lai lịch của cô bé thật sự khiến người khác tò mò. Trước đó, cũng rất nhiều người nghe ngóng về lai lịch của cô bé. Nhưng cô bé kỳ lạ này lại dùng những chủ đề không rõ ràng, trước giờ chưa từng nói ra thân phận thật sự của mình. Bây giờ nghe Chu Dương hỏi câu hỏi như vậy, nhóm người xung quanh không dứt khoát chỉ trích Chu Dương, mà tập trung chăm chú nhìn cô bé. Cùng lúc bị nhiều người nhìn chằm chằm, sắc mặt của cô bé cũng bắt đầu hoảng loạn. Nhưng sự hoảng loạn nhanh chóng bị cô bé che đậy, thay vào đó thẳng thắn hỏi Chu Dương, làm gì, điều tra hộ khẩu sao? Tôi và chú không quen, việc gì phải nói với chú những thông tin này,
tôi làm sao biết được chú là người tốt hay là người xấu? Sau khi nói với chú những thông tin này, chú là người xấu thì làm thế nào? Tay cô bé chống lên hông, bộ dạng ông cụ non nhìn mọi người đang ngơ ngác. Thế nhưng bọn họ nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm, cô bé nói cũng có lý. Đừng thấy tuổi của cô bé Thủy còn nhỏ mà xem thường, ý thức bảo vệ bản thân của cô bé rất mạnh. Là một bé gái nhỏ, cô bé thật sự không nên để lộ thông tin cá nhân của mình một cách tùy tiện. Còn những người hiếu kỳ về thông tin của cô bé, cũng chỉ vì tò mò chứ không hề ép buộc, điều này cũng vì những vấn đề không rõ ràng từ cô bé bấy lâu nay, không hề có ai truy hỏi đến cùng. Lúc này, ánh mắt của mọi người tập trung nhìn Chu Dương. Người này chắc chắn là tên lừa đảo. Đúng vậy, người này là tên lừa đảo, cô bé rõ ràng không quen anh nói bao nhiêu lý do cũng vô dụng. Tôi thấy anh ta muốn lừa lấy thông tin cá nhân của cô bé Thủy, sau đó đợi lúc không người lén lút ra tay, tên này chắc chắn là người xấu. Lời này của cô bé Thủy không những không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Chu Dương, thậm chí còn chuyển sự chú ý lên người Chu Dương, điều này khiến Chu Dương rất đau đầu. Bây giờ anh đã bị gắn mác ông chú biến thái, nếu như nói bất kỳ điều gì không cẩn thận, sợ rằng lập tức sẽ bị nhóm người nhiệt tình này bắt giao cho cảnh sát. Là một hoàng đế võ giả, đây chắc chắn là một chuyện rất mất mặt, điều then chốt là anh không thể dùng vũ lực với những người bình thường này. Lẽ nào thật sự phải từ bỏ sao? Chu Dương không cam tâm, vì lúc nhìn cô bé Thủy chống tay lên eo, anh thấy giống hệt hình ảnh anh từng thấy trước đó. Căn bản không thể là hai người. Khả năng lớn nhất chính là, Băng Nguyệt thật sự không nhớ mình. Vấn đề lớn nhất cũng là điều này, Băng Nguyệt không nhớ mình, còn anh đang nói quen cô bé, nhìn giống như có lòng dạ xấu. Chu Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn Băng Nguyệt, sau đó nói với mọi người, xin lỗi các vị, là tôi nhận nhầm người. Cô bé thật sự không phải người bạn tôi quen, bây giờ không còn gì nữa, mọi người giải tán đi, tôi sẽ không làm phiền cô bé này nữa. Chu Dương thành thật nói, có lẽ Băng Nguyệt thật sự không nhớ anh. Vậy thì anh không thể vội vàng được. Cho dù bây giờ bên cạnh không có những người này quan sát thì có làm sao? Cho dù anh thật sự dùng vũ lực cưỡng ép Băng Nguyệt đi thì làm được gì? Nói cho cùng Băng Nguyệt không nhận ra anh. Nếu như có thể, anh dự định tối nay lén lút hành động, lợi dụng sức mạnh của Hoàng đế võ giả âm thầm theo cô bé Thủy. Chu Dương không tin, cô bé này không về nhà buổi tối. Chỉ cần cô bé về nhà, Chu Dương có thể đảm bảo điều tra ra tất cả bí mật về thân phận của cô bé Thủy, sức mạnh của Hoàng đế võ giả không phải để trang trí. Anh muốn xem thử, cô bé Thủy rốt cuộc có phải là Băng Nguyệt không? Sau khi hạ quyết tâm, Chu Dương chuẩn bị rời đi, nhưng lúc quay người thì cô bé Thủy lại đột nhiên nói, này, tôi thấy chú là một người rất kỳ lạ. Chú thật sự đi như vậy sao? Không phải chú định lén lút theo dõi tôi buổi tối chứ? Nếu như vậy, bây giờ tôi sẽ nói cảnh sát bắt chú đi, xem rốt cuộc chú có phải là người xấu hay không. Chương 965, bí mật của Băng Nguyệt. Đám đông vốn định giải tán, lại tập trung chỉ vì một câu nói của cô bé Thủy. Chu Dương muốn chửi thề. Không phải vì cô bé Thủy vu oan cho anh, mà vì cô bé Thủy này đoán rất chính xác. Anh vừa quyết định tối nay theo dõi cô bé Thủy. Cô bé Thủy lại nói, nếu như chú là người tốt, chắc chắn chú không sợ gặp chú cảnh sát. Để chú cảnh sát xem chú có tiền sử phạm tội không, nếu không tôi vẫn nghĩ chú không phải là người tốt. Nghe vậy, Chu Dương suýt nữa thì nôn ra máu, thế nhưng đám đông đứng xem lại đồng loạt gật đầu đồng ý, thậm chí còn có người tốt bụng gọi điện thoại. Anh đừng có ý định chạy trốn, rất nhiều người trong chúng tôi đang theo dõi đấy. Đúng vậy, nếu như anh thật sự không phải ông chú biến thái, chưa từng ra tay với bé gái nào thì anh hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Nếu như anh sợ, thì chứng tỏ anh chắc chắn có mục đích, là một ông chú biến thái, muốn làm chuyện táng tận lương tâm với cô bé Thủy. Đám đông đồng loạt nói. Thật ra, bây giờ Chu Dương không phạm tội, họ không thể thẳng tay bắt anh, bây giờ anh trở thành nhân vật bị uy hát yêu ta. Mọi người đều nghĩ anh có khả năng là người xấu. Cho nên để cảnh sát điều tra xem có tiền sử phạm tội hay không cũng không hề quá đáng. Cây ngay không sợ chết đứng, dù sao trước giờ anh chưa từng làm việc xấu, cho dù bị cảnh sát bắt đi thì anh chắc chắn được thả ra trong thời gian rất ngắn.
Thế nhưng điều này không có nghĩa là anh đồng ý ngồi ở đó một đêm. Phải biết rằng, bất kể là nguyên nhân gì, nếu như anh ngồi ở đó một đêm, thì rất có khả năng bị người ta gắn mác sau khi ra ngoài. Hơn nữa, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng, Thẩm Bích Quân sẽ chế giễu anh đến mức nào. Còn có nhân tố không chắc chắn như Hứa Gia, nếu hôm nay anh thật sự bị tạm giam, không biết Hứa Gia sẽ nhân cơ hội làm ra những chuyện độc ác thế nào. Do đó, Chu Dương thật sự không muốn ngồi trong cục cảnh sát, tuy nhiên tình hình trước mắt lại không thể chạy trốn. Thẩm Bích Quân xuất hiện vào thời điểm then chốt. Các vị, thật sự xin lỗi, đây là chồng của tôi, đã gây rắc rối cho mọi người, Thẩm Bích Quân tỏ vẻ áy náy nhìn vào đám đông nói. Tên này có vợ sao? Vợ đẹp như vậy, có lẽ không phải là ông chú biến thái. Có vợ đẹp như vậy mà là ông chú biến thái, thì thật sự không bằng cầm thú. Sau khi nhìn Thẩm Bích Quân, những người chuẩn bị gọi điện đồng loạt đặt điện thoại xuống, Chu Dương hơi buồn bực khi thấy vậy. Đây thật sự là thời đại chỉ nhìn bề ngoài, một phụ nữ xinh đẹp rõ ràng không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng mọi người lại tin tưởng lời của cô ấy, bạn nói xem ai có lý trong chuyện này. Điều quan trọng là Thẩm Bích Quân thậm chí không giải thích, nhưng sau khi cô ấy xuất hiện thì rất nhiều người đã gỡ cái mác ông chú biến thái của Chu Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, trong mắt của số đông, ông chú biến thái chắc chắn là loại độc thân không cưới được vợ, sống trong căn nhà thuê bẩn thỉu tối tăm hoặc là người trẻ có bệnh tâm thần. Người trẻ tuổi có được cô vợ đẹp như Chu Dương, chắc chắn không phải là ông chú biến thái. Nghe lời bàn tán của người bên cạnh, Thẩm Bích Quân cũng sững sờ, sau đó phải thốt lên, không phải đâu, chồng của tôi không phải là ông chú biến thái gì đó, anh ấy rất bình thường. Lần này nhìn thấy cô bé, thật sự là anh ấy nhận nhầm người thôi. Trước đây trong khu dân cư của chúng tôi có một cô bé rất giống cô bé này, chồng của tôi thường chơi với cô bé đó, cho nên mới nhận nhầm. Xin lỗi, đã gây thêm phiền phức cho mọi người, Thẩm Bích Quân nói tiếp. Nghe lời giải thích của cô ấy, mọi người căn bản không nghi ngờ gì, đám đông tản ra một cách nhanh chóng. Sắc mặt Thẩm Bích Quân cũng tối sầm lại, rồi kéo Chu Dương đi. Anh làm gì vậy, còn thật sự muốn bắt cô bé đi sao? Sau khi đến một nơi không người, Thẩm Bích Quân nhéo tai của Chu Dương với sắc mặt không thoải mái, nói. Nếu không có bà đây thì hôm nay anh chết chắc có biết không? Còn không mau cảm ơn bổn chủ tịch. Tai của hoàng đế võ giả dễ bị nhéo vậy sao? Chu Dương không có bất kỳ biểu cảm nào, ngược lại anh nói với vẻ mặt u buồn, không phải đâu, tôi là loại người sẽ bắt cóc các bé gái sao? Tôi thật sự quen biết cô bé đó, nhưng cô bé hình như không nhớ tôi. Sao, anh coi bà đây là đứa trẻ lên ba nên muốn lừa gạt à? Thẩm Bích Quân vừa nói, vừa hiếu kỳ đến gần quan sát lỗ tai của Chu Dương. Thật kỳ lạ, lẽ nào tên này không cảm thấy đau ư? Sao nhéo lỗ tai này lại không đau nhỉ? Cả người cô ấy nhoài về phía cơ thể Chu Dương, thân thể mềm mại ấm áp tiếp xúc thân mật với anh nói anh thật sự quen biết cô bé đó, vậy con gái nhà người ta sao không quen anh? Còn nữa, sao anh có thể làm bạn với cô bé 7-8 tuổi chứ? Anh nghĩ tôi sẽ tin câu nói này à? Thẩm Bích Quân vừa quan sát tai của Chu Dương vừa lẩm bẩm. Cảm nhận được sự mềm mại phía trước, Chu Dương đột nhiên hơi chột dạ, anh cắn răng nói, không phải, tôi không biết giải thích chuyện này thế nào, nhưng cô có thể hỏi Ngưu Xuyên, chúng tôi thật sự quen cô bé đó, cô bé tên là Băng Nguyệt. Tôi không biết vì lý do gì, Băng Nguyệt hình như thật sự không nhận ra tôi. Cho nên tôi dự tính sau khi trời tối, sẽ lén lút theo cô bé về nhà xem thử, Chu Dương nói ra kế hoạch của mình. Sau khi Thẩm Bích Quân nghe vậy liền sững sờ, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Chu Dương, anh, thì ra anh thật sự là ông chú biến thái, lại còn muốn theo dõi người ta vào buổi tối. Chu Dương, tôi không nên cứu anh, ban đầu người ta không trách nhầm anh. Lần này Chu Dương không nói nên lời, sao ngay cả Thẩm Bích Quân cũng không tin anh. Anh không biết giải thích thế nào với Thẩm Bích Quân, anh chỉ nói ngắn gọn, chúng ta không nói về chuyện này nữa được không, bây giờ tôi đưa cô về nhà. Được rồi Chu Dương, bây giờ anh muốn đuổi tôi đi đúng không? Sau khi tôi đi rồi, anh sẽ theo dõi cô bé đó, anh chính là ông chú biến thái, Thẩm Bích Quân chỉ vào mũi của Chu Dương nói, tôi sẽ không đi. Chuyện này không giống như cô nghĩ đâu, Chu Dương cũng bất lực. Thật sao, Thẩm Bích Quân tỏ vẻ hoài nghi. Tôi không tin, trừ khi anh đưa tôi đi cùng.
Chương 966, đôi mắt trong bóng đêm. Có rất nhiều lý do để theo dõi băng nguyệt. Ví dụ như băng nguyệt thực sự rất quan trọng đối với Chu Dương, anh có thể đột phá từ một người bình thường trở thành hoàng đế võ giả, có thể nói toàn bộ công lao đó đều là của băng nguyệt. Bởi vì lý do này, băng nguyệt mới biến mất không chút dấu vết, không biết là còn sống hay đã chết, chuyện này giống như một nút thắt trong lòng Chu Dương. Cô bé ấy rất đáng yêu, bề ngoài trông như một cô bé nhỏ tuổi nhưng lại bày ra một dáng vẻ người lớn, giống một ông cụ non. Nhưng một cô bé có dáng vẻ như vậy, lại vì nâng cao thực lực của Chu Dương nên mới biến mất không chút dấu vết. Chu Dương không phải là loại người qua cầu rút ván, chuyện này vẫn luôn là nút thắt trong lòng anh. Vì vậy, anh nhất định phải nhìn rõ khuôn mặt thật của băng nguyệt, ít nhất cũng có thể xác định được rốt cuộc cô bé có ổn hay không. Còn nữa, cô bé băng nguyệt này là đúng là rất kỳ lạ, Chu Dương luôn cảm thấy cô bé có mối liên hệ bí mật nào đó với mình. Ví dụ như trong hang động của núi Thánh Sơn, phòng ngủ mà băng nguyệt dẫn anh đi ngang qua, bên trong có đặt bức vẽ một người phụ nữ, Chu Dương luôn có cảm giác mình đã nhìn thấy người phụ nữ kia ở đâu rồi. Lúc trước, băng nguyệt nói rằng người phụ nữ đó chính là mẹ của cô bé. Anh muốn làm sáng tỏ sự thật tất cả những điều này, bởi vì anh phát hiện ra rằng trên y thế giới này vẫn còn rất nhiều điều mà anh chưa biết. Trước khi lên núi Thánh Sơn, Chu Dương tuyệt đối không tin trên y đời này có cách nào có thể khiến một người bình thường trở thành hoàng đế võ giả. Nhưng sau đó, Chu Dương nghe Ngưu Xuyên kể rằng, trên y thế giới này cũng chỉ có vài hoàng đế võ giả mà thôi. Bây giờ lẽ thường đó đã bị phá vỡ, Chu Dương nhận ra rằng sự hiểu biết của mình quá ít ỏi. Vì vậy, anh mong muốn được tiếp xúc ở mức độ cao hơn, trực giác mách bảo rằng Chê Y người băng nguyệt nhất định còn nhiều bí mật hơn nữa. Đây là những lý do khiến anh đi theo băng nguyệt, nhưng anh không thể giải thích những lý do này với Thẩm Bích Quân, cho nên anh trở thành một ông chú biến thái trong mắt cô ấy. Ngoan nào, chúng ta không gây chuyện nữa được không, ngoan ngoãn về nhà thôi, tôi còn phải làm việc quan trọng, Chu Dương nghiêm túc nói. Chuyện quan trọng. Cái gọi là chuyện quan trọng của anh là đi theo dõi một cô bé cả một buổi tối ư, Thẩm Bích Quân hỏi vặn anh. Câu nói này khiến Chu Dương mất bình tĩnh, mặc dù có rất nhiều lý do nhưng anh không thể nói ra những lý do đó. Bất lực, chỉ có thể đồng ý, chẳng phải chỉ là đưa Thẩm Bích Quân đi cùng thôi sao, cũng không phải chuyện gì nguy hiểm, cứ dẫn theo cũng được. Với thực lực hoàng đế võ giả của anh, cho dù thật sự gặp phải phiền toái gì, thì cũng có thể giải quyết được vô cùng dễ dàng. Cho nên Chu Dương gật đầu đồng ý. Điều này khiến Thẩm Bích Quân rất vui. Cô vươn người hôn lên má Chu Dương một cái. Nụ hôn này khiến Chu Dương sững sờ, cái cảm giác khi đôi môi mềm mại nóng bỏng dán lên mặt chính là như vậy sao? Thẩm Bích Quân cũng hơi ngượng ngùng liền quay đầu đi. May mắn thay lúc này bầu trời tối dần, sự e thẹn của cô cũng không quá rõ ràng. Vừa rồi tôi không có ý khác đâu, Thẩm Bích Quân hơi chột dạ, vội vàng nói. Ừ, chỉ đơn giản là hôn tôi một cái, cũng không có ý gì khác đúng chứ, Chu Dương nở nụ cười xấu xa. Chu Dương, anh đi chết đi, Thẩm Bích Quân đấm lên lồng ngực của anh hai cái, chuyện này nhanh chóng qua đi. Lúc họ đi tới quảng trường cũng đã chập tối, không bao lâu sau trời đã tối hẳn. Tôi đi ra ngoài giúp anh quan sát, có chuyện gì cứ gọi điện trao đổi. Thẩm Bích Quân phấn khích nói, đừng quên bây giờ thân phận của anh là một ông chú biến thái, không thể xuất hiện ở quảng trường được. Chu Dương cũng nghĩ vậy, lúc nãy khi anh ở trên y quảng trường, hầu hết mọi người đều đã xác định anh chính là một ông chú biến thái muốn bắt cóc các bé gái. Nếu không phải Thẩm Bích Quân ra tay giúp đỡ, Chu Dương nhất định sẽ bị tóm lại tống vào nhà tù giam giữ rồi cũng nên. Bây giờ anh ra ngoài tìm băng nguyệt. Nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ bị nghi ngờ thêm lần nữa, do đó anh đồng ý với kế hoạch của Thẩm Bích Quân. Thẩm Bích Quân rón rén kiếng chân bước ra ngoài, Chu Dương nhìn cô một hồi rồi nói, chị à, chị không phải là ông chú biến thái, nên không cần phải căng thẳng như vậy đâu, tỏ ra bình thường một chút được không? À, ừ nhỉ, lúc này Thẩm Bích Quân mới phản ứng lại, ngượng ngùng cười, đúng rồi, tôi chỉ là người đi cùng ông chú biến thái thôi. Cũng không phải là ông chú biến thái, cho nên không cần phải rón rén lét lút. Tôi chắc chắn mình không phải là ông chú biến thái, giọng nói tuyệt vọng của Chu Dương vang đến từ phía sau, nhưng Thẩm Bích Quân không hề nghe thấy. Bởi vì giờ phút này cô đang vô cùng háo hức. Theo dõi.
Giám sát. Đây là lần đầu tiên cô trải qua những chuyện chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Trên y thực tế thì Thẩm Bích Quân đã biết chắc Chu Dương không thể nào là ông chú biến thái được. Cho dù Chu Dương không giải thích, cô cũng tuyệt đối tin rằng Chu Dương đi theo Băng Nguyệt nhất định là có lý do chính đáng. Mục đích cô cứ khăng khăng nói Chu Dương là ông chú biến thái, là bởi vì cô muốn ở lại để sát cánh hành động cùng Chu Dương. Mặc dù Chu Dương luôn đối xử tốt với cô, nhưng Thẩm Bích Quân vẫn luôn có cảm giác rằng Chu Dương càng ngày càng xa cô. Điều này khiến cô hơi sợ hãi và bối rối, cô muốn thật sự bước vào thế giới của Chu Dương, cô quan tâm đến mọi thứ thuộc về anh, trực giác mách bảo cô rằng Chu Dương chắc chắn cất giấu rất nhiều bí mật mà cô không biết. Ngay sau đó, cô đã trở lại vị trí ban đầu của mình. Bởi vì bầu trời đã tối đen, hầu hết mọi người đã về nhà ăn cơm, bóng người trên y quảng trường cũng dần thưa thớt. Trong khi giả vờ đi dạo không mục đích, Thẩm Bích Quân dùng ánh mắt sắc bén của mình quét khắp mọi nơi mà mình có thể thấy được, cố gắng tìm ra dấu vết của Băng Nguyệt. Thật kỳ lạ, lẽ nào cô bé đó đã rời đi rồi sao? Thẩm Bích Quân gần như đã đi dạo hết toàn bộ quảng trường, nhưng không hề thấy bóng dáng của Băng Nguyệt, điều này khiến cô hơi thất vọng. Nếu Băng Nguyệt đã rời đi, thì kế hoạch theo dõi Băng Nguyệt hôm nay của họ sẽ thất bại. Định nghĩa của từ theo dõi đó là mắt có thể nhìn thấy mục tiêu, sau đó lặng lẽ đi theo thì mới gọi là theo dõi. Nhưng cô bé Băng Nguyệt đã rời đi, lúc này muốn đuổi kịp cô bé cũng chỉ có cách dùng mũi của Chu Dương để ngửi tìm mùi hương của Băng Nguyệt mà thôi, sau đó bọn họ sẽ tiếp tục đi theo mùi hương của Băng Nguyệt, nhưng cái đó không thể gọi là theo dõi được, mà phải gọi là lần theo dấu vết. Quan trọng là Chu Dương cũng không phải là một con chó, không thể dùng mũi để đánh hơi lần theo mùi hương của Băng Nguyệt. Đúng lúc Thẩm Bích Quân đang suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói ngây thơ vang lên sau lưng cô, chị gái, em thấy chị đã lượn khắp quảng trường này cũng nửa tiếng đồng hồ rồi, chị đang tìm ai sao? Chương 967, Tiểu Ma Nữ. Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Bích Quân hết sức bất ngờ. Mặc dù giọng nói rất dễ nghe, ngây thơ và hồn nhiên, dường như không có ý xấu gì, nhưng lại khiến Thẩm Bích Quân sởn cả tóc gáy, kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh. Có phải vì giọng nói này vang lên quá đột ngột không? Thẩm Bích Quân ngạc nhiên nghi ngờ một lát, sau đó quay người lại, nhìn thấy Băng Nguyệt đang ngước lên nhìn cô. Sao cô bé này lại giống ma quỷ đến như vậy? Suy nghĩ này bỗng xuất hiện trong suy nghĩ của Thẩm Bích Quân, rõ ràng cô đã đi khắp quảng trường một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Băng Nguyệt đâu. Nhưng bây giờ, Băng Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng cô. Thẩm Bích Quân luôn cảm thấy kinh hãi, nhưng ý thức mách bảo với cô rằng điều đó là không thể, vì vậy cô ép mình không nghĩ nhiều nữa. Sau đó cô nở một nụ cười với Băng Nguyệt, ha ha, chị không tìm ai cả. Chỉ là vì chị ăn quá no nên mới đến đây đi dạo thôi, điều này cũng là chuyện rất bình thường mà đúng chứ. Thẩm Bích Quân chỉ vào những người đang đi bộ gần đó và nói. Lúc này, trên y quảng trường đa số đều là người ăn tối xong rồi ra ngoài để đi dạo. Cho nên hành động này của Thẩm Bích Quân cũng không phải quá kỳ lạ, lời giải thích của cô cũng được coi là khá hợp lý. Nhưng Băng Nguyệt lại lắc đầu, chị à, nói dối không phải là một đứa bé ngoan, vừa nãy chúng ta mới gặp nhau mà, sao chị có thể ăn cơm xong nhanh như vậy được. Còn nữa, ông chú vừa nãy bị chị gọi đi đâu rồi, chính là người mà chị gọi là chồng đó, sao chú ấy lại không có ở đây. Thẩm Bích Quân lau mồ hôi lạnh chê y chán, con nhóc lanh lợi này thật đúng là không dễ lừa, lại có thể tính toán được thời gian bản thân mình không thể ra ngoài đi dạo vào lúc này. Nhưng cô vẫn tìm được lý do phản bác, đó là bởi vì chị ăn nhanh, chị đang muốn giảm cân nên mới ăn rất ít, và đi ra ngoài đi dạo. Ông chú mà em vừa nhắc đến còn chưa ăn cơm xong, do đó đang ở nhà rồi, em hiểu chưa? Thẩm Bích Quân xoa đầu Băng Nguyệt. Đồng thời trong lòng thầm tự khen bản thân mình quá thông minh. Mình đúng là một thiên tài, có thể nghĩ ra một lý do hoàn hảo như vậy. Câu trả lời không chỉ hoàn hảo mà nó còn rất logic, thậm chí còn trả lời hai câu hỏi của Băng Nguyệt chỉ với một câu, đúng là không có cách nào thông minh hơn nữa rồi. Thẩm Bích Quân thầm nghĩ. Lúc này, Băng Nguyệt lại lên tiếng, ồ, vậy sao? Chị không lừa em chứ? Em còn cứ tưởng là chị đang tìm kiếm em cơ, còn ông chú kia thì ẩn nấp ở một nơi xa, chờ chị tìm được em thì ông chú đó sẽ xuất hiện theo dõi em. Băng Nguyệt trông rất ngây thơ khi nói câu này.
Giống như cô bé chỉ là đoán một cách ngẫu nhiên, thậm chí còn có thể cảm nhận được sự thất vọng trong lời nói bởi vì mình đoán sai. Nhưng khi nghe câu nói này, Thẩm Bích Quân cảm thấy nhận thức của mình như bị sụp đổ. Đây thật sự chỉ là một cô bé bình thường thôi sao? Lúc này Thẩm Bích Quân đang nghi ngờ một cách rất nghiêm túc, Băng Nguyệt biết hết toàn bộ sự thật. Bao gồm cả mục đích cô đến quảng trường vì để tìm cô bé. Thậm chí Thẩm Bích Quân có cảm giác rằng Băng Nguyệt nhất định còn biết được Chu Dương đang ẩn trốn ở đâu. Bỗng chốc, Thẩm Bích Quân không biết nên trả lời Băng Nguyệt thế nào. Bởi vì cô cảm thấy mọi cử chỉ hành động của mình đều không thể che giấu được trước mặt cô bé này. Lời nói dối hoàn hảo của cô đã bị Băng Nguyệt nhìn thấu. Cô không nói nên lời, chỉ có thể ngây người nhìn cô bé trước mặt. Chị, sao chị không nói gì? Hay là em đoán đúng rồi phải không? Băng Nguyệt nghiêng cổ, tò mò dò xét Thẩm Bích Quân. Không, không phải, ha ha, sao có thể như vậy được? Thẩm Bích Quân ấp a ấp úng nói, thật sự là chị chỉ ra ngoài đi dạo thôi, ông chú mà em nói cũng đang ở nhà, sao có thể theo dõi em được, anh ấy cũng không phải ông chú biến thái. Thẩm Bích Quân hoảng sợ vội vàng giải thích, sau đó cười ha ha một cái liền quay người chạy mất, chị không nói chuyện với em nữa, chị phải về nhà rồi, anh ấy còn đang ở nhà chờ chị nữa. Chê y đường trở về, Thẩm Bích Quân vừa chạy vừa quay đầu lại, nhìn thấy Băng Nguyệt vẫn yên lặng đứng ở chỗ đó, nghiêng đầu nhìn cô. Thậm chí cô còn cảm nhận được rằng Băng Nguyệt đang nở một nụ cười kỳ dị. Quá kỳ dị. Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Bích Quân vẫn cảm thấy toát mồ hôi lạnh, nhất là lúc cô rời đi, Băng Nguyệt vẫn yên lặng đứng đó, những người đi dạo bên cạnh giường như hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của Băng Nguyệt. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy sai ở đâu đó. Thẩm Bích Quân nói với Chu Dương, đứa bé đó tuyệt đối không hề đơn giản. Chúng ta mau chóng về thôi, không cần phải tiếp xúc với người như vậy, thật sự quá đáng sợ. Đúng vậy, Thẩm Bích Quân không hề tin vào ma quỷ. Nhưng đến ngày hôm nay mọi nhận thức của cô đều bị lung lay. Quan trọng hơn là bản thân cô không thể nào nói ra được chỗ sai đó nằm ở đâu. Đó là một cảm giác mạnh mẽ, như thể có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cô mọi lúc mọi nơi. Cô không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào để chứng minh rằng Băng Nguyệt không bình thường, bởi vì những chuyện xảy ra này không quá kỳ lạ. Nếu cô nói chuyện này với bác sĩ tâm lý, chắc chắn bác sĩ tâm lý sẽ nói với cô rằng tất cả đều là những tác động từ tâm lý mà thôi. Có thật sự là tác động tâm lý thôi không? Thẩm Bích Quân vẫn thắc mắc, nhưng cái loại cảm giác sờn cả tóc gáy đó thật sự quá rõ ràng. Cô kinh hãi nói với Chu Dương. Nhưng chê y mặt Chu Dương chỉ nở nụ cười bình thản. Nói xong chưa, Chu Dương hỏi. Nói xong rồi, Thẩm Bích Quân nuốt nước bọt nói. Không phải, rốt cuộc anh có hiểu tôi đang nói gì không, đứa bé đó rất đáng sợ, chúng ta đừng theo dõi nó nữa có được không, Thẩm Bích Quân nhấn mạnh một lần nữa. Đột nhiên cô cảm thấy Chu Dương không hề để tâm đến lời nói của mình. Mà thật ra Chu Dương cũng không để tâm đến lời nói của cô. Anh khẽ mỉm cười rồi nói, tôi biết tất cả những thứ cô vừa nói, những thứ đó không có gì lạ. Lúc đầu không phải tôi đã nói cô về nhà đi rồi ư, nhưng bây giờ thì sao, không muốn tiếp tục truy đuổi nữa đúng không? Thẩm Bích Quân gật đầu như gà mổ thóc. Đừng truy đuổi nữa, chúng ta về nhà đi. Chu Dương đột nhiên bật cười, không được, cái mà tôi muốn truy đuổi chính là chuyện này, nhưng cô lại cứ khăng khăng đòi ở lại, tôi không hề ép buộc cô. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi gặp tiểu ma nữ đó, Chu Dương kéo tay Thẩm Bích Quân đi ra ngoài. Thẩm Bích Quân sửng sốt hét lên một tiếng, nhưng vẫn bị Chu Dương kéo đi. Chương 968, người giấy ma mị. Tại sao cô chọn ở lại chứ? Chuyện này đáng sợ quá đi mất. Thẩm Bích Quân rất muốn khóc, bây giờ cô rất hối hận vì hành động hồ đồ, sớm biết Chu Dương nói sẽ đưa cô về nhà, cô nên dứt khoát đồng ý. Cô chỉ là một nữ chủ tịch xinh đẹp thích yên tĩnh thôi mà. Điểm nổi bật của cô là vẻ ngoài xinh đẹp, lái xe sang, phòng làm việc rộng rãi, vì sao lại để cô trải qua mấy chuyện đáng sợ u ám này? Thẩm Bích Quân bị Chu Dương giữ tay, cắn chặt môi, chỉ sợ mình lại hét lên. Hai người quay lại quảng trường lần nữa, Chu Dương nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Băng Nguyệt. Đôi mắt chợt lóe sáng, anh nhìn về một góc khuất sát bên quảng trường. Nơi đó có một bóng người vừa vụt qua.
Thú vị đấy, Chu Dương hừ một tiếng, rồi định lao lên, nhưng đột nhiên anh nhớ đến còn Thẩm Bích Quân ở phía sau. Anh bất đắc dĩ quay người, thế nào, bây giờ muốn đi cùng tôi nữa hay không, thôi để tôi đưa cô về nhà trước đi, sau này đừng đòi đi theo tôi nữa. Chu Dương thay đổi ý định, muốn đưa Thẩm Bích Quân về nhà trước. Nguyên nhân rất đơn giản, ban đầu nghe Thẩm Bích Quân kể lại, anh không thực sự để tâm đến chuyện này. Dựa vào thực lực hoàng đế võ giả của mình, anh có đầy đủ lý do để tự tin rằng bản thân hoàn toàn có thể đối phó với mọi vấn đề và áp lực. Vì vậy anh mới muốn trêu chọc Thẩm Bích Quân, đưa cô ấy đi cùng, bởi anh cảm thấy hành động lần này rất đơn giản, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng khi thấy bóng đen vừa rồi, Chu Dương đã thay đổi suy nghĩ. Tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng bóng đen kia quả thực mang đến áp lực rất lớn cho Chu Dương. Thậm chí có thể nói tốc độ của bóng đen đó, có thể sánh ngang với lúc Chu Dương xuất ra toàn lực, vượt xa cả tông sư võ giả, là tốc độ của hoàng đế võ giả chân chính. Có vẻ phiền phức rồi, nếu chuyện này xử lý không tốt, Chu Dương còn không chắc có thể thoát thân không, huống chi là bảo vệ Thẩm Bích Quân. Cho nên anh ngay lập tức quyết định từ bỏ hành động lần này, đưa Thẩm Bích Quân về nhà trước đã. Cùng lắm là hôm nay không theo dõi nữa vậy, dù sao đã phát hiện được bóng dáng của Băng Nguyệt ở quảng trường này 2 tháng rồi, thêm một ngày cũng chưa muộn. Thẩm Bích Quân gật đầu, nhưng đến khi Chu Dương định đưa cô rời đi, cô lại bỗng nhiên lắc đầu. Không, tôi không về nữa, Thẩm Bích Quân bất chợt nói. Chu Dương tưởng mình nghe nhầm, cái gì? Cô không về. Không về cô còn muốn đi đâu? Chu Dương hỏi. Tôi biết, sau khi đưa tôi về nhà, anh chắc chắn sẽ quay lại đúng không? Anh nhất định sẽ theo dõi cô bé đó một mình. Tôi muốn đi cùng với anh. Thẩm Bích Quân quyết tâm. Chu Dương cạn lời, sếp lớn của tôi à, tha cho tôi đi. Nghe này. Chuyện này rất nguy hiểm, hơn nữa chẳng liên quan gì đến cô, đưa cô đi cùng, tôi căn bản không có cách an toàn để thoát thân. Nếu vậy cả hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm, cô hiểu không? Thẩm Bích Quân cắn môi, hiển nhiên cô cũng biết nếu mình đi theo Chu Dương, nhất định sẽ gây cản trở, điều này là chắc chắn. Nhưng cô không muốn tách khỏi Chu Dương. Ban nãy cô thực sự rất sợ hãi. Nhưng sau một lúc sợ hãi, cô cảm thấy sự hiếu kỳ về Chu Dương quan trọng hơn. Rốt cuộc thì Chu Dương là người như thế nào? Mỗi ngày anh trải qua thế nào? Tiếp xúc với người như thế nào? Cô bé đó thật sự là quỷ sao? Chê y thế gian này thực sự có ma quỷ à? Nếu có thật, vậy Chu Dương biết chuyện này từ lâu rồi ư? 2 tháng Chu Dương rời đi, anh đã đi đâu? Cô rất tò mò về những chuyện này, cô muốn hiểu thêm nhiều điều về Chu Dương. Suy nghĩ này giúp cô vượt qua cả nỗi sợ hãi. Nhưng lời Chu Dương nói cũng có lý, không phải chỉ cần vượt qua nỗi sợ là cô có thể ở bên cạnh Chu Dương. Ở bên cạnh Chu Dương, cô cần phải có bản lĩnh nhất định, nếu không sẽ thành kẻ ngáng chân anh. Thẩm Bích Quân hơi thất vọng, sau đó chậm rãi gật đầu. Chu Dương không nghĩ nhiều, sau khi thấy Thẩm Bích Quân gật đầu, liền đưa cô về thẳng biệt thự. Ngay sau đó, Chu Dương quay lại quảng trường. Theo lý mà nói, lần này anh đi về mất hơn nửa tiếng, Băng Nguyệt lẽ ra nên đi từ lâu rồi mới phải. Nhưng Chu Dương vẫn quay lại, bởi vì anh có một suy nghĩ, cô bé Băng Nguyệt đó, dường như luôn chờ Chu Dương đi theo. Thay vì nói Chu Dương theo dõi cô bé, thì bảo rằng cô bé đang dụ Chu Dương lộ diện có lẽ đúng hơn. Nếu là sự dụ dỗ thì cái đang chờ đợi anh rất có khả năng chính là một cái bẫy. Nhưng vậy thì đã sao? Trước nay Chu Dương không hề sợ bị gài bẫy. Nhất là sau khi có được trái tim hoàng đế. Cạm bẫy gì, thứ lộn xộn thế nào, chỉ cần bạn đủ mạnh là có thể đập nát hết. Sau khi quay lại quảng trường, Chu Dương quả nhiên lại thấy một bóng đen, chậm rãi lắc lư trong quảng trường. Khi thấy Chu Dương, bóng đen đột nhiên tăng tốc, biến thành một bóng dáng mảnh khảnh lao về phía xa. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khóe môi Chu Dương, thân hình khẽ lắc một cái. Biến thành một cái bóng đi theo sau. 2 cái bóng một chạy một đuổi, chẳng mấy chốc đã đến một khu ổ chuột đổ nát. Trong khu ổ chuột im ắng, Chu Dương đi theo bóng đen đến lối vào một con hẻm nhỏ thì dừng lại. Đây là ngõ cụt, không còn đường đi tiếp nữa, mà ở đó có một căn nhà nhỏ tồi tàn, bên trong thấp thoáng ánh đèn. Trong cảnh đêm hoang tàn cô quạnh này lộ ra chút ấm áp.
Đương nhiên Chu Dương không cho là vậy, bởi vì bóng đen mà anh đi theo đã chui vào trong căn nhà đó. Chính xác mà nói, Chu Dương muốn theo dõi Băng Nguyệt, nhưng thực tế thì không rõ bắt đầu từ lúc nào, Băng Nguyệt đã biến mất, chỉ có một bóng đen mơ hồ xuất hiện. Sở dĩ Chu Dương đi theo là vì anh cảm thấy bóng đen này chắc chắn có liên quan đến Băng Nguyệt. Vì vậy anh không hề do dự, đi thẳng đến trước căn nhà nhỏ, đẩy cửa ra. Cánh cửa gỗ tàn tạ phát ra tiếng kéo kẹt, đập vào mắt Chu Dương là một căn phòng vô cùng u ám nhỏ hẹp, hơn nữa rất cũ kỹ, mặt đất thậm chí còn ẩm ướt. Trong phòng có một chiếc giường gỗ tồi tàn, chính giữa còn có một chiếc bàn cũ. Trừ mấy thứ đó ra, hình như chẳng còn vật gì gây chú ý, mà cạnh bàn còn có một cái ghế dài, trên y bàn có một bộ bát đũa và một cái đĩa. Trên y đĩa là một ít thức ăn, trong bát còn nửa bát cơm trắng. Có vẻ như chủ nhân của căn nhà dường như đang dùng bữa thì có việc đi ra ngoài cách đây không lâu. Chu Dương yên lặng đứng trong phòng một lúc, sau đó ngồi xuống ghế. Chương 969, kẻ ngụy trang. Chính mắt Chu Dương thấy bóng đen đó chui tọt vào nhà. Thế nhưng trong căn nhà này không một bóng người, chỉ có thức ăn trên y bàn còn chút hơi nóng. Chu Dương ngồi xuống, sau đó cầm bát đũa lên. Anh không định ăn đồ ăn ở đây, mà định cầm đũa mô phỏng lại quá trình ăn cơm. Chẳng hề có lý do đặc biệt gì, chỉ là trong tiềm thức có một ý nghĩ thôi thúc anh làm vậy. Đại khái là muốn trải nghiệm xem chủ nhân ở nơi này sẽ có tâm thái ra sao. Anh đưa đũa ra tổng cộng 3 lần, mỗi lần đều giả vờ gắp chút thức ăn đưa lên miệng nhai một lúc. Anh cũng bắt chước động tác ăn canh, chẳng mấy chốc anh cảm thấy uể oải và ấm áp, cả người lờ đờ khoan o á yêu ta. Đúng lúc này, cửa gỗ lại bị đẩy ra. Đi cùng tiếng mở cửa là giọng nói kinh ngạc của một người phụ nữ. Hử, mình đóng cửa chưa chặt à? Người phụ nữ nói. Chu Dương dừng động tác chê y tay, đặt bát đũa xuống bàn, sau đó quay đầu nhìn ra cửa. Căn phòng rất nhỏ, cửa ra vào chỉ cách chỗ Chu Dương ngồi một bước chân. Một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh. Mái tóc dài đen nhánh, chiếc váy giản dị, đôi mắt xinh đẹp đầy bất ngờ. Sau khi người phụ nữ mở cửa, lập tức nhìn Chu Dương, tiếp theo liền quan sát xung quanh. Anh là... Người phụ nữ không la hét, mà hơi ngạc nhiên hỏi. Nguồn, xe chuyện chàng rể đại gia. Chu Dương đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gật đầu với người phụ nữ, xin chào, tôi đi ngang qua đây. Sau đó anh suy nghĩ một lát, rồi bổ sung, tôi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, nên mới vào xem thử. Ồ, là vậy à, người phụ nữ nhìn đồ ăn trên y bàn, hơi bối rối nói anh ăn chưa? Chu Dương lắc đầu, sau đó lại khẽ gật. Ừ, ăn một ít. À, đó là đồ tôi ăn còn thừa lại, nếu không tôi làm cho anh cái khác, xem ra người phụ nữ có vẻ ngại ngùng. Chu Dương khẽ cười, lắc đầu, không cần đâu, tôi cũng không đói, chỉ là thấy thơm quá thôi. Vậy à, người phụ nữ gật đầu. Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, bầu không khí hơi gượng gạo. Suy cho cùng, theo tình hình hiện tại, Chu Dương dường như không hiểu ra sao lại xông vào nhà một người phụ nữ. Mà người này xem chừng chỉ là một phụ nữ bình thường mà thôi. Vậy anh còn việc gì khác không? Người phụ nữ im lặng một lúc rồi hỏi. Chu Dương lắc đầu, không có. Người phụ nữ gật đầu, sau đó bầu không khí lại trầm mặc. Một lúc sau, người phụ nữ không nhịn được nữa, cô hỏi, chuyện là, tôi muốn đi ngủ rồi. Ý của câu này vô cùng rõ ràng, cô ấy muốn tiễn khách. Chu Dương gật đầu, ừ. Anh nhấc chân bước ra ngoài, nhưng đột nhiên lại dừng lại, đúng rồi, nhân tiện cho tôi hỏi một chút, trong căn nhà này, chỉ có mình cô ở thôi à? Người phụ nữ tỏ vẻ cảnh giác, trước tiên cô gật đầu, à đúng. Sau đó lại lắc đầu, không phải, tôi đã có chồng, anh ấy sắp về rồi. Hiển nhiên người phụ nữ này hiểu sai ý của Chu Dương, có lẽ cho là Chu Dương có ý định quấy rối cô. Chu Dương không nói thêm gì nữa, gật đầu rồi đi ra ngoài. Tiện tay đóng cửa lại giúp người phụ nữ, ngủ ngon, mơ đẹp. Người phụ nữ cũng gật đầu. Sau đó Chu Dương liền rời đi. Toàn bộ quá trình khó mà giải thích nổi, vốn dĩ anh đến theo dõi Băng Nguyệt. Nhưng Băng Nguyệt biến mất từ lúc nào không rõ, ở quảng trường lại xuất hiện một bóng đen.
Chu Dương theo sau bóng đen đó, đến căn nhà nhỏ này, nhưng trong căn nhà dường như chỉ có một người phụ nữ hết sức bình thường. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Chu Dương không biết, hơn nữa điều bất thường là anh cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa. Dường như từ lúc anh bước vào căn nhà nhỏ đó, tâm thái cả người trở nên bình tĩnh lạ thường, không muốn nghĩ đến bất cứ vấn đề gì, chuyện gì xảy ra trước mặt cũng thấy chẳng quan trọng. Anh đi từng bước về phía trước, thật ra anh không biết đây là nơi nào, làm sao mới có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng anh không nôn nóng, cứ chậm rãi bước từng bước. Anh cứ đi mãi, rồi lại quay về chỗ căn nhà nhỏ, ngẩng đầu nhìn ánh đèn vẫn ảm đạm như cũ, cánh cửa khép chặt. Chu Dương đẩy cửa đi vào, mọi thứ trong phòng nhìn có vẻ khá quen, không đúng, là hoàn toàn không thay đổi. Không hề có người phụ nữ nào cả, vẫn là chiếc giường, cái bàn đó, chê y bàn là đồ ăn lạnh ngắt. Bị ma dụ, ý nghĩ này lập tức nảy sinh trong đầu Chu Dương, nhưng thật kỳ lạ, anh không thấy hoảng loạn, cũng không nôn nóng muốn làm rõ chân tướng, dường như còn thấy khá thích thú cái cảm giác này. Thời gian giống như quay ngược. Anh lại đến trước cửa căn nhà này lần nữa, hơn nữa rõ ràng là căn nhà anh đến không giống căn nhà sau khi anh rời đi. Bởi vì không có người phụ nữ nào trong nhà cả, đây là căn nhà trước khi người phụ nữ quay về. Chu Dương đứng trong nhà một lúc, nhưng anh không ngồi vào bàn nữa, mà quay người rời đi. Anh ra đến cửa, thấy đây là một con hẻm tối tăm, sau khi ngẩng đầu nhìn phía trước, bóng dáng anh đột nhiên chuyển động, biến mất ngay tại chỗ. Giây tiếp theo đã xuất hiện trên y mái nhà. Trên y mái nhà còn có một người nữa, không ngờ lại là Băng Nguyệt. Hai tay Băng Nguyệt chống xuống, buồn chán đung đua hai chân, ngồi trên y mái nhà ngắm bầu trời đen kịt. Ngay cả khi nghe thấy tiếng Chu Dương nhảy lên mái nhà, cô bé cũng không quay đầu lại. Chu Dương lặng lẽ đi tới, ngồi xuống bên cạnh Băng Nguyệt. Như thế này là có ý gì? Chu Dương hỏi. Ý gì là sao? Băng Nguyệt quay người qua, mỉm cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu. A, là chú kỳ quái. Chú kỳ quái, quả nhiên chú theo tôi đến đây. Băng Nguyệt dùng ngón tay bé nhỏ chỉ vào Chu Dương, lớn tiếng nói, tựa như đang cười nhạo Chu Dương. Chu Dương không giận, cũng không có biểu cảm nào khác, anh bình thản nói, chú nghĩ, trò phá phách nhàm chán nên dừng lại rồi. Chú có thể vô cùng chắc chắn, cháu không phải Băng Nguyệt. Mục đích của cháu khi đóng giả Băng Nguyệt là gì? Chu Dương lạnh lùng hỏi. Ban đầu khi thấy Băng Nguyệt, anh rất vui mừng, bởi vì Băng Nguyệt chưa chết. Vì vậy trong một quãng thời gian khá dài, tâm trạng anh hơi rối loạn. Nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ, có lẽ Băng Nguyệt thật sự không còn chê y thế gian này nữa. Cô gái nhỏ dễ thương đó, đã thực sự biến mất. Băng Nguyệt trước mặt này, chỉ là do kẻ nào đó dùng thủ đoạn ngụy trang mà thôi. Nhưng Chu Dương vẫn không rõ mục đích cô bé đóng giả Băng Nguyệt là gì. Phải biết là, Băng Nguyệt đã xuất hiện ở quảng trường 2 tháng nay rồi. Chương 970, kẻ phụ tình. Băng Nguyệt đã ở quảng trường được 2 tháng, tức là nếu Băng Nguyệt tỏ ra giả vờ để quyến rũ mình thì cô bé chắc hẳn đã bắt đầu ra tay vào 2 tháng trước. Chu Dương không rõ rốt cuộc thân phận của cô bé này là thế nào. Này này, chú đang đổ oan cho người khác đấy à? Nghe Chu Dương nói vậy, cô bé không vui lắm, tôi chưa từng nói mình là Băng Nguyệt, tôi tên là Nhược Thủy, không phải mọi người đều gọi tôi là cô bé Thủy sao? Chu Dương trầm ngâm một hồi, có vẻ đúng thật là vậy. Hình như cô bé này chưa bao giờ thừa nhận mình là Băng Nguyệt, mọi chuyện chỉ do Chu Dương cả nghĩ mà thôi. Ngẫm nghĩ một lát, Chu Dương đứng dậy. Nói cách khác, thật ra chúng ta không quen biết nhau, vậy thì lần này xem như chú làm phiền cháu. Nếu không có chuyện gì thì chú về trước đây. Dĩ nhiên Chu Dương không có ý định thực sự rời đi. Anh chỉ đang lùi một bước tiến ba bước. Rõ ràng, dù cô bé này có thừa nhận mình là Băng Nguyệt hay không, nhưng thực tế cô bé đang ngụy trang thành Băng Nguyệt, hơn nữa còn cố ý dụ dỗ Chu Dương. Nói cách khác, cô bé chắc chắn có mục đích nên mới làm vậy. Nếu Chu Dương đã không biết ý định của đối phương là gì thì cứ giả vờ rời đi. Chờ đến lúc cô bé tự mình để lộ ra mục đích là được rồi. Quả nhiên, lúc Chu Dương đứng lên chuẩn bị rời đi, cô bé yếu ớt lên tiếng. Xem ra trong mắt chú thật sự chỉ có Băng Nguyệt kia thôi. Chu Dương khẽ khựng lại, khẽ quay đầu lại, ý của cháu là gì?
Cô bé không trả lời anh mà hỏi ngược lại, nhìn thấy người phụ nữ đó trong phòng, lẽ nào chú không có cảm giác gì đặc biệt sao? Cảm giác đặc biệt, Chu Dương sửng sốt. Anh thật sự không có cảm giác đặc biệt gì, nếu phải nói thì chỉ là bình tĩnh quá mức. Theo lý thì anh vô cớ xông vào nhà của một người phụ nữ lạ, nói sao thì cũng hơi lúng túng. Nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác gì, mọi chuyện tựa như rất bình thường. Hình như quả thật bình tĩnh quá mức, anh cũng không nên bình tĩnh đến như vậy. Nhưng quá bình tĩnh thì xem là cảm giác đặc biệt gì sao? Vì thế Chu Dương lắc đầu, không có. Không có à, cô bé thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bỗng hiện lên vẻ dữ dằn, vậy chú đi chết đi. Dứt lời, cô bé đứng thẳng dậy rồi biến mất ngay tức khắc. Nguồn, xe chuyện chàng rể đại gia. Giây sau bóng dáng cô bé xuất hiện chê y đầu Chu Dương, rồi đá mạnh vào đầu anh. Lập tức Chu Dương hoảng hốt, anh chỉ có thể miễn cưỡng nhấc cánh tay chặn lại. Cú đá này rất mạnh. Phải biết bây giờ Chu Dương đã là hoàng đế võ giả. Có thể nói cả thành phố Đông Hải không ai là đối thủ của anh, nhưng cô bé trước mặt này chỉ tùy ý đá một cái đã khiến anh phải lùi về sau 4-5 bước. Điều khiến Chu Dương càng sửng sốt hơn cả là chiêu thức của cô bé này. Giống hệt như Băng Nguyệt. Bây giờ Chu Dương vẫn còn nhớ lúc vừa mới quen Băng Nguyệt, một cô bé đáng yêu kháu khỉnh, chỉ tay vào 4 tông sư võ giả Chu Dương và mấy người Ngưu Xuyên để thể hiện uy phong của mình. Lúc ra tay, cô bé cũng đột nhiên biến mất rồi lại bỗng xuất hiện và tấn công kẻ thù giống cô bé trước mặt này, kỹ năng xuất hiện chớp nhoáng thật sự rất giống. Khi đó Băng Nguyệt có thể dễ dàng đánh bại 4 tông sư võ giả bằng chiêu thức này thì chắc hẳn cũng đã đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả hoặc bán hoàng. Nhưng cô bé trước mặt này rõ ràng mạnh hơn Băng Nguyệt. Thậm chí thực lực của cô bé có thể sánh ngang với Chu Dương. Thực lực ổn định của hoàng đế võ giả. Ánh mắt Chu Dương trở nên nghiêm nghị. Nhưng cô bé lại cười khúc khích, thế nào, không phải chiêu này quen lắm sao? Nhưng có vẻ chú không biết cách đánh lại chiêu này nhỉ? Bóng dáng cô bé lại biến mất, lần này cô bé xuất hiện đằng sau Chu Dương. Chu Dương thầm ngạc nhiên phản ứng lại nhưng anh vẫn chưa kịp làm động tác phòng bị đằng sau. Thì cô bé đã đạp một cú cực mạnh vào lưng Chu Dương lập tức loạng choạng về phía trước vài bước, hơn nữa suýt nữa phun ra máu. Chỉ một cú đá cũng có thể làm hoàng đế võ giả như anh suýt trọng thương. Chu Dương xoay người lại, bất lực nói, chú không muốn đánh nhau với cháu, chú càng muốn biết rốt cuộc cháu có quan hệ gì với Băng Nguyệt. Ha ha! Không muốn đánh nhau với tôi à? Chú sợ đánh không lại tôi chứ gì? Cô bé nở nụ cười quỷ dị, bóng dáng lại biến mất. Lần này cô bé xuất hiện dưới chân Chu Dương. Cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt tạo ra tư thế quét chân vô cùng chuẩn xác, đá vào gót chân Chu Dương. Nếu lúc này Chu Dương bị đá ngã thì chắc chắn anh sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhưng lúc cô bé sắp đá trúng Chu Dương, hai chân anh bỗng biến mất. Bóng dáng anh xuất hiện sau lưng cô bé. Sau đó bắt lấy hai cánh tay rồi nhấc cô bé lên. Chu Dương tóm cô bé lên trước mặt mình, lạnh lùng hỏi, cháu chắc chắn quen với Băng Nguyệt nhỉ, hơn nữa quan hệ giữa hai người rất tốt. Nói cho chú biết hai người có quan hệ gì. Bây giờ xem ra Chu Dương là người chiếm ưu thế. Cơ thể cô bé bị bế bổng lên chê y, chỉ có một cánh tay bị Chu Dương túm lấy nên không thể dùng sức. Nhưng trong tình huống này, cô bé vẫn cười khinh khỉnh. Muốn hỏi tôi à, e là chú không có tư cách này. Cánh tay cô bé dùng sức, bỗng xoay người chê y không chung, cô bé ngồi xổm chê y cánh tay Chu Dương. Sau đó nhảy lên đá mạnh vào mặt anh. Không kịp đề phòng nên Chu Dương chỉ có thể buông cánh tay cô bé ra để tránh cú đá. Quá đáng lắm rồi, sắc mặt Chu Dương tối sầm lại nhìn cô bé nói, nếu vừa rồi cháu đá trúng chú, có lẽ chú đã không giữ được mạng rồi đấy. Chu Dương vẫn không thực sự ra tay với cô bé, vì anh biết cô bé này có quan hệ gì đó với Băng Nguyệt. Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô bé lại như thể muốn lấy mạng anh vậy. Ai cũng biết đánh vào đầu thì khả năng gây thương tích rất lớn, cô bé đá vào lưng Chu Dương cũng có thể làm anh bị thương. Vậy nếu cú đá này thật sự trúng vào đầu anh, chẳng ai dám đảm bảo Chu Dương có đi đời nhà ma ngay tức khắc hay không? Thế nên nếu cứ tiếp tục như vậy, Chu Dương cũng không thể không ra tay. Quá đáng sao,
Tôi chỉ mới làm đến mức này thôi mà chú đã thấy quá đáng rồi à? Cô bé bĩu môi nói, những chuyện tôi làm này còn chưa bằng chú phụ tình người ta đâu. Phụ tình. Nghe thấy mấy chữ này, Chu Dương bỗng sửng sốt. Sao anh lại trở thành một tên phụ tình rồi vậy? Anh phụ tình ai? Cô bé này sao? Chương 971, chuyện cũ. Chu Dương rất buồn bực. Anh muốn biết rõ thân phận của cô bé này rốt cuộc có quan hệ gì với Băng Nguyệt, nhưng vô cớ lại bị gọi là kẻ phụ tình. Quan trọng là anh còn chẳng biết mình đã làm gì, vợ của anh là Tạ Linh Ngọc, tình cảm của hai người xem như không tệ, trước giờ anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô ấy. Nếu phải nói thì có lẽ dạo gần đây quan hệ của anh và Thẩm Bích Quân có gì đó vượt hơn tình bạn. Nhưng dù sao hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì, anh cũng chưa làm gì có lỗi với Tạ Linh Ngọc, càng đừng nói đến phụ tình gì đó. Rốt cuộc cháu đang nói gì vậy? Chu Dương nhíu mày, không thoải mái nói, bớt ở đó giả thần giả quỷ, cứ nói thẳng mục đích của cháu là gì đi. Được thôi, muốn biết mục đích của tôi thì hãy đánh bại tôi trước đã, cô bé vô cùng ngạo nghễ nói. Cuối cùng Chu Dương cũng nổi giận, anh không có tâm trạng đứng đây chơi với cô bé này. Nếu đã như vậy thì chú cũng không khách sáo nữa. Chu Dương hạ quyết tâm. Dù biết cô bé này có liên hệ gì đó với Băng Nguyệt nhưng nếu không đánh bại được cô bé thì Chu Dương sẽ không bao giờ biết được mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Nếu đã như vậy thì không cần phải nương tay nữa. Chân khí hoàng đế võ giả hoàn toàn bộc phát, lần này Chu Dương dùng hết toàn lực của mình. Cô bé khẽ biến sắc, hiển nhiên sức mạnh của Chu Dương ngoài sức tưởng tượng của cô bé. Người phụ nữ đó đúng thật là hào phóng. Ánh mắt cô bé nhìn Chu Dương đầy mờ mịt. Thực lực của chú đã đạt được cảnh giới này rồi, phỏng chừng cái giá cô ấy bỏ ra cũng không nhỏ nhỉ. Nguồn, xe chuyện chàng rể đại gia. Lời nói của cô bé dường như để lộ ra tin tức nào đó. Thực lực của Chu Dương là một người phụ nữ nào đó thăng cấp cho anh. Mà thăng cấp thực lực cho Chu Dương thì người phụ nữ đó cũng phải trả cái giá tương ứng. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Người phụ nữ tiếp thực lực cho Chu Dương là ai? Muốn biết chân tướng chỉ có cách đánh bại cô bé trước mặt này. Chu Dương không do dự, cơ thể vụt qua xuất hiện trước mặt cô bé, đưa hai tay bắt lấy cô bé. Mặc dù người phụ nữ đó cho chú không ít, nhưng nếu muốn đối phó với tôi thì chú còn kém lắm. Cô bé nở nụ cười quỷ dị, lúc Chu Dương sắp bắt được thì cô bé biến mất. Chu Dương biết rõ chiêu thức của cô bé là xuất hiện trong chớp nhoáng. Giây sau đó, cô bé xuất hiện chê y đầu Chu Dương. Lại là cách tấn công cũ. Một chân quét đến đá vào Chu Dương từ chê y xuống. Khóe miệng Chu Dương khẽ cong, anh bình tĩnh nâng cánh tay lên. Anh đã biết chiêu thức của cô bé là xuất hiện đột ngột, vậy sao anh có thể không phòng bị chứ? Sau khi chặn đòn tấn công của cô bé, Chu Dương trở tay túm lấy mắt cá chân của cô bé, rồi kéo cô bé ôm vào lòng mình. Thân hình cô bé khá nhỏ nhắn, Chu Dương hoàn toàn có thể ôm chặt lấy cô bé. Cô bé bị anh ôm chặt cũng không thể động đậy. Chú thả tôi ra, đồ đê tiện, cô bé đỏ mặt giãy giụa nói. Nhưng Chu Dương đã bắt được cô bé thì sao có thể buông ra được. Nói cho chú toàn bộ sự thật, chú sẽ thả cháu ra, Chu Dương bình tĩnh nói. Quả thực động tác ôm đối phương vào lòng hơi bất đắc dĩ. Nhưng Chu Dương hoàn toàn xem đối phương là một đứa nhỏ hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào kỳ lạ. Thế nên mặt anh không đỏ và tim không hề đập nhanh. Cô bé vô cùng tức giận nhưng lại không còn cách nào khác, vì cô bé vùng vẫy mãi mà không thoát khỏi cái ôm của Chu Dương. Bây giờ cháu đã thua rồi, cháu vừa nói chỉ cần chú có thể đánh bại cháu sẽ nói sự thật cho chú. Chu Dương lạnh lùng nói. Anh lười giao đấu với cô bé này. Tất cả những gì anh làm đều vì muốn biết sự thật. Nhưng lúc này cô bé lại giở trò. Tôi không nói đấy chú làm gì. Nếu không phục thì cứ giết tôi đi. Vẻ mặt kiêu ngạo và bướng bỉnh của cô bé khiến Chu Dương cảm thấy đau đầu. Tất nhiên anh sẽ không giết cô bé này. Đúng lúc này, một người phụ nữ xuất hiện chê y mái nhà. Thủy Nhi, đừng nghịch, quay về, sáu chữ hờ hững thốt ra. Nhưng Chu Dương nghe thấy thì vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì anh lại không có bất kỳ dự cảm nào với sự xuất hiện của người phụ nữ này. Người phụ nữ này xuất hiện mà như không. Còn sáu chữ mà cô ta nói,
tuy rằng giọng nói rất hờ hững nhưng lại mang theo uy nghiêm và cưỡng chế khiến kẻ mạnh ở mức như Chu Dương cũng thấy căng thẳng. Rõ ràng thực lực của người phụ nữ này vượt xa Chu Dương. Rất có thể đây là cấp bậc tiên sư. Chu Dương thầm nâng cao cảnh giác, sau đó anh quay đầu lại. Giây phút nhìn thấy người phụ nữ, anh ngạc nhiên đến ngây ngẩn người. Người phụ nữ này chính là người mặc váy dài mà anh thấy trong căn phòng lúc trước. Nhưng người phụ nữ anh thấy kia rất bình thường, thậm chí có cảm giác yếu đuối. Còn người trước mặt này mặc dù vẻ ngoài giống hệt người kia nhưng uy lực của cô ấy lại như bậc đế vương. Chuyện này rốt cuộc là sao? Khi nghe tiếng gọi của người phụ nữ, cô bé bị Chu Dương ôm cũng le lưỡi, mẹ à, con chỉ đang cho tên phụ tình này một bài học chút thôi, mẹ đừng như thế chứ. Nói rồi cô bé giãy khỏi cái ôm của Chu Dương, đi đến cạnh người phụ nữ. Chu Dương cảnh giác nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt. Các người là ai vậy? Chu Dương trầm giọng hỏi. Người phụ nữ bình thản nhìn Chu Dương, nói tôi tên là Bạch Nguyệt, con bé cạnh tôi đây là Nhược Thủy, con gái của tôi. Có vẻ như câu này đã giới thiệu ngắn gọn thân phận của hai người. Nhưng hình như lại chẳng tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào. Cô chỉ nói với tôi cái tên có tác dụng gì, tên chỉ để gọi mà thôi. Cô tên Bạch Nguyệt hay Hắc Nguyệt không phải giống nhau sao? Có quan hệ gì với tôi chứ? Chu Dương nghĩ đối phương đang đùa giỡn với mình. Tôi không hỏi tên của cô, tôi muốn hỏi tôi có quan hệ gì với cô không? Hay là Băng Nguyệt Chê Y Thánh Sơn, có lẽ các người quen người đó. Các cô có quan hệ gì với cô bé? Chu Dương nghiêm túc hỏi. Nghe Chu Dương hỏi như vậy, nét buồn bã thoáng qua trong mắt người phụ nữ. Nhưng cô ấy không bác bỏ câu hỏi của Chu Dương, một người phụ nữ mạnh mẽ như cô ấy uy lực chê y người dường như có thể đè bẹp một tông sư võ giả bất kỳ lúc nào, nhưng hình như tính cách của cô ấy rất tốt. Như thể chỉ cần Chu Dương có thắc mắc, cô ấy sẽ trả lời ngay. Băng Nguyệt cũng coi như là con gái của tôi, người phụ nữ nói, dĩ nhiên cũng không hoàn toàn xem là con gái của tôi, thật ra nó không có huyết thống với tôi. Chương 972, con đường trường sinh. Nghe thấy vậy, Chu Dương cảm thấy rất mơ hồ. Là con gái của cô ấy nhưng lại không phải con gái cô ấy, hai người còn không có quan hệ huyết thống. Rốt cuộc là có ý gì? Tôi chưa rõ ý của cô lắm, Chu Dương nói rất thành thật. Sau đó lại bổ sung thêm một câu, điều quan trọng nhất là tôi không hiểu tôi có quan hệ gì với mấy người. Cho dù Băng Nguyệt hay Bạch Nguyệt hoặc Nhược Thủy trước mắt cũng được. Trước đó Chu Dương hoàn toàn không quen biết họ. Nhưng hình như bọn họ đều quen biết anh, hơn nữa còn có mối quan hệ nào đó. Chuyện này nói ra thì dài, thật ra cũng không có quan hệ lớn với anh lắm, người phụ nữ thở dài, bây giờ nói với anh, hình như cũng không có lợi gì với anh. Cho dù người phụ nữ nói như vậy, nhưng Chu Dương sao có thể từ bỏ. Đã đến bước này rồi, nếu anh không nghe ngóng rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vậy chắc chắn anh sẽ không cam lòng. Chu Dương không ngừng truy hỏi, cuối cùng người phụ nữ cũng nói ra. Mà chuyện cô ấy nói cũng đã phá vỡ nhận thức của Chu Dương. Người phụ nữ này đã hơn 300 tuổi. Mà cô bé Nhược Thủy trông có vẻ chỉ mới 7-8 tuổi bên cạnh cô ấy cũng đã hơn 100 tuổi. Thật ra hai người căn bản không được coi là người trong thế giới này. Bởi vì cảnh giới họ tu luyện quá cao đã trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ cần bọn họ muốn thì có thể tiếp tục sống mãi. Mà mối quan hệ của Chu Dương với bọn họ càng khiến Chu Dương cảm thấy cạn lời. Chu Dương từng là chồng của Bạch Nguyệt. 100 năm trước, lúc đó Chu Dương là một người tài giỏi trong giới tu luyện. Còn Băng Nguyệt thật ra cũng coi là con gái của Chu Dương. Đương nhiên là con gái trước khi chuyển kiếp của anh. Mẹ của Băng Nguyệt người phụ nữ trước đây Chu Dương từng gặp trong hang động là vợ trước của Chu Dương. Bạch Nguyệt trước mắt được xem là vợ hai. 100 năm trước, Chu Dương là một người có năng lực siêu phàm, cùng lúc có hai người vợ là chuyện vô cùng bình thường. Sau khi Chu Dương chết, mẹ của Băng Nguyệt tự sát theo anh, đồng thời xây dựng Thánh Sơn để đợi Chu Dương chuyển kiếp. Thật ra lúc đó Băng Nguyệt vẫn chưa ra đời. Nói thẳng ra, Băng Nguyệt thật sự chỉ là một hình tượng giả tạo. Một hình tượng giả tạo lấy Nhược Thủy làm khuôn khổ để tạo hình. Mẹ của Băng Nguyệt lúc đó mang thai Băng Nguyệt lựa chọn tự sát, đã xây dựng Thánh Sơn chờ đợi Chu Dương chuyển kiếp.
Còn Bạch Nguyệt trước mắt đã đưa theo Nhược Thủy bên cạnh dựa vào một loại công pháp bí mật để sống tiếp. Bạch Nguyệt lại bổ sung tiếp, anh đừng lo lắng, thật ra bây giờ anh không có bất kỳ quan hệ gì với kiếp trước của anh, tôi sẽ không quấn lấy anh. Tôi không giống với chị cho rằng dù anh chuyển kiếp rồi thì cũng vẫn là anh, nhưng tôi lại cảm thấy, anh bây giờ và anh của quá khứ hoàn toàn là hai người khác nhau, không có bất kỳ quan hệ gì. Nói trắng ra, lần này là bản thân Thủy Nhi nghịch ngợm mới cố ý dẫn anh tới, chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Nếu đã làm phiền đến cuộc sống của anh thì tôi xin lỗi anh. Bạch Nguyệt nói rất chân thành. Chu Dương hơi buồn phiền. Đánh chết anh cũng không thể ngờ chê y thế giới này còn có chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng giống như Bạch Nguyệt đã nói, anh bây giờ và anh của kiếp trước đã hoàn toàn là hai người khác nhau. Nghe những câu chuyện này, trong lòng anh thật ra không có bất kỳ dao động nào, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Có lẽ anh cảm thấy áy náy với mẹ Băng Nguyệt. Người phụ nữ đó có lẽ rất yêu mình. Nguồn, xe chuyện chàng rể đại gia. Sau khi mình chết, cô ấy cũng tự sát theo. Còn Băng Nguyệt thật ra là một đứa bé chưa được sinh ra. Nói vậy vẫn được coi là con gái của mình. Vừa nghĩ đến đây Chu Dương càng cảm thấy kỳ quặc. Rõ ràng anh chẳng làm gì cả, nhưng hình như lại có cảm giác mắc nợ. Trái lại tâm trạng Bạch Nguyệt trước mắt vô cùng bình tĩnh, nói thế nào mình cũng coi như là chồng trước đây của cô ấy, nhưng cô ấy đối mặt với mình lại giống như đối mặt với một người lạ. Có lẽ đây là sự vô tình của người tu luyện chăng? Chu Dương cũng không trách ý nghĩ của Bạch Nguyệt, dẫu sao anh cũng không có tư cách oán trách. Đó đều là chuyện của kiếp trước rồi. Lúc này Nhược Thủy ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, mẹ, không phải như vậy đâu, đều tại gã đàn ông phụ tình đó. Nhược Thủy dường như muốn nói gì đó, nhưng bị Bạch Nguyệt cắt ngang, Thủy Nhi, không được nói bậy. Bạch Nguyệt lại nói với Chu Dương, yên tâm đi, sau này tôi sẽ không xuất hiện ở thế giới của anh nữa. Đây là một cuộc sống hoàn toàn mới của anh, chuyện cũ đã qua thì không nên có bất kỳ quan hệ gì với anh. Sau khi Bạch Nguyệt nói xong liền kéo bàn tay nhỏ của Nhược Thủy rồi rời đi. Nhưng Chu Dương luôn cảm thấy cô ấy vẫn còn giấu giếm điều gì đó. Lúc này đột nhiên Nhược Thủy quay đầu lại, hét to với Chu Dương, đồ đàn ông phụ tình, chú thật sự đã quên mẹ tôi rồi sao? Tôi cho chú nhìn thấy tất cả mà chú không có chút cảm giác nào hả? Nhược Thủy ra sức vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ cô bé đưa đi. Chu Dương chỉ cảm thấy đầu óc như bùng nổ. Câu nói cuối cùng của Nhược Thủy đã nhắc nhở anh. Nhược Thủy từng cho anh xem cái gì? Rất rõ ràng, khi Chu Dương vừa đi vào khu ổ chuột này, bước vào một căn phòng cũ nát. Trong căn phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế, trên y ghế còn có một ít thức ăn nóng. Vốn dĩ đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Nhưng lúc đó Chu Dương lại bình tĩnh khác thường. Bình tĩnh đến mức hơi quái lạ, anh hoàn toàn không nghi ngờ tại sao lại xuất hiện hình ảnh như vậy, anh cũng lười thắc mắc, cứ cảm thấy như vậy rất bình thường. Sau đó Bạch Nguyệt bước vào, một hình dáng phụ nữ bình thường, căn bản không phải là một người tu luyện. Bạch Nguyệt lúc đó và Bạch Nguyệt bây giờ, rõ ràng không phải cùng một người. Vậy chắc là một ảo ảnh mà Nhược Thủy tạo ra. Mục đích cô bé là hy vọng anh nhìn thấy Bạch Nguyệt, đồng thời nhớ lại chút ký ức nào đó. Nhưng Chu Dương thật sự không nhớ được gì, chỉ là sau khi anh nhìn thấy căn phòng đó thì cảm thấy yên lòng khó hiểu, tựa như mọi chuyện phiền lòng đều tan thành mây khói và chê y thế giới này không có bất cứ chuyện quan trọng nào. Chỉ cần căn phòng và người phụ nữ đó ở đó, là đủ rồi. Người phụ nữ đó, Bạch Nguyệt, trong nháy mắt. Những hình ảnh nào đó lóe qua từ trong đầu Chu Dương, dường như anh nhớ ra điều gì, nhưng lại rất mơ hồ, đầu óc đau đớn đến sắp nứt toác ra. Bạch Nguyệt đưa theo Nhược Thủy rời đi, môi trường xung quanh cũng không có gì thay đổi, Chu Dương đứng chê y nóc nhà lặng im một lát sau đó nhảy xuống, đi tới hẻm nhỏ lúc trước. Căn phòng cũ nát kia vẫn ở đây, nhưng bên trong đã không còn ánh đèn. Chu Dương đứng ở cửa một lát, đẩy cửa đi vào. Phát hiện căn phòng này ít nhất là mấy năm không ai ở, khắp nơi bên trong đã phủ đầy bụi. Chương 973, Tô Vĩ gọi điện đến. Cách bài trí trong căn phòng giống y hệt với những gì mà Chu Dương từng nhìn thấy trong ảo ảnh lúc trước. Một cái giường, một cái bàn và một cái ghế. Nhưng trên y giường không có chăn đệm mang hương thơm thoang thoảng, trên y bàn cũng không có bữa cơm ấm áp. Bên trong bẩn thỉu,
cho dù có đi lại cẩn thận như nào cũng sẽ bị nhuốm bẩn. Xem ra nơi này ít nhất cũng đã hơn chục năm không có người ở. Bản thân ở kiếp trước đã gặp Bạch Nguyệt trong hoàn cảnh này sao? Bạch Nguyệt thực sự đã buông bỏ được mình chưa? Chu Dương trầm mặc một lúc sau đó lựa chọn quay người rời đi. Anh không biết Bạch Nguyệt rốt cuộc có lời gì chưa nói ra, nhưng trong lòng anh vô cùng kiên định. Anh chính là Chu Dương, chứ không phải kẻ tu luyện siêu năng lực ở kiếp trước. Chuyện bây giờ anh muốn làm là chăm sóc tốt những người ở bên cạnh anh. Bất kể là Bạch Nguyệt hay là mẹ của Băng Nguyệt cũng không quá liên quan đến anh, những chuyện này đều là chuyện của kiếp trước. Nếu như bản thân có thể nhớ lại, đến lúc đó quyết định cũng chưa muộn. Thực ra đời người, thứ quan trọng nhất mà bạn dựa vào cũng chỉ là ký ức mà thôi. Chu Dương hoàn toàn không có ấn tượng gì với kiếp trước của mình, vậy thì anh đơn giản chỉ là Chu Dương. Nếu như anh có thể nhớ lại những chuyện của kiếp trước, vậy thì khi đó anh mới có thể coi như là người của cây Eota trước. Nếu như hai ký ức này cùng có một lúc, vậy thì anh sẽ trở thành một nhân vật hoàn toàn mới. Tóm lại là một tổng thể của con người anh kiếp trước và kiếp này. Ký ức quyết định tính mạng của một người, đây là một đạo lý rất đơn giản, trong rất nhiều bộ phim kinh điển đều nhắc lời lý luận thú vị này. Ví dụ như đổi ký ức. Lấy ký ức của bạn ra đổi sang ký ức của người khác. Đến lúc đó cơ thể đó vẫn là của bạn nhưng ký ức đã hoàn toàn trở thành một người khác, như vậy đồng nghĩa với việc linh hồn của một người khác đã chiếm lấy cơ thể của bạn. Vì vậy bây giờ Chu Dương không nhớ được những chuyện trước đây, vậy thì anh đơn giản chỉ là Chu Dương mà thôi. Quan trọng hơn là Bạch Nguyệt đã đưa Nhược Thủy đi rồi. Với thực lực của Bạch Nguyệt, cho dù Chu Dương có thực sự muốn hỏi điều gì đó cũng hoàn toàn không có cơ hội, nên chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu số phận. Dẫu sao anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm. Ví dụ như chuyện Hứa Gia xuất đầu lộ diện. Chu Dương cứ như vậy quay về biệt thự của mình, rón ra rón rén không làm kinh động đến mẹ của anh. Bởi vì chuyện anh sắp xếp cho mẹ của mình đến chỗ của Thẩm Bích Quân đã bị lộ, vì vậy Chu Dương đã dứt khoát đưa mẹ của anh quay về Vịnh Lục Cảnh, bình thường sẽ do Ngưu Xuyên và mấy tông sư võ giả bảo vệ. Một đêm yên tĩnh, sáng ngày hôm sau Chu Dương đến công ty Danh Dương như thường lệ. Thẩm Bích Quân thần bí xông vào phòng làm việc của anh với hai mắt thâm quầng. Chu Dương, thế nào rồi? Thẩm Bích Quân nằm trên y bàn hỏi. Cái gì thế nào rồi? Chu Dương nhìn hai quầng mắt thâm của Thẩm Bích Quân không nói nên lời. Cô là nữ chủ tịch lạnh lùng đấy. Đáng lẽ từng giây từng phút cô phải giữ vững hình tượng cao quý và lạnh như băng mới đúng. Cô là người ưu tú trong những người ưu tú, mỗi phút mỗi giây đều phải duy trì tinh thần sung mãn, vạch định kế hoạch, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm soát mọi thứ mới đúng. Hình tượng lúc này hoàn toàn sụp đổ rồi cô có biết không? Hai quầng mắt thâm giống như chưa trang điểm kỹ, cả người không có chút tinh thần làm việc, dáng vẻ mệt mỏi nằm trên y bàn làm việc của Chu Dương. Đây có chỗ nào giống nữ chủ tịch lạnh lùng chứ? Đương nhiên là cô bé quỷ ngày hôm qua đó. Cô bé có phải quỷ không? Thẩm Bích Quân tỏ vẻ hứng thú hỏi. Tối qua cô sợ hãi muốn chết, hơn nữa cả đêm không ngủ được nằm suy nghĩ về vấn đề này. Cô thực sự gặp quỷ rồi sao? Câu hỏi này thực sự khiến cô sợ hãi, thậm chí không dám vào nhà vệ sinh, phải đi tìm một cái bô để giải quyết ngay trong phòng. Vì vậy mới có hai quầng thâm mắt này. Nguồn, xe chuyện chàng rể đại gia. Nhưng đó là buổi đêm. Chờ đến khi trời sáng, Thẩm Bích Quân đột nhiên cảm thấy lá gan của mình lớn hơn nhiều, cô rất tò mò chuyện ngày hôm qua. Nhất là sau khi nhìn thấy Chu Dương cô càng không cảm thấy sợ hãi, thái độ kiên định muốn truy cứu đến cùng. Chu Dương cảm thấy cạn lời, nói với cô, vốn dĩ không phải quỷ gì cả, đây chính là chút thủ đoạn của mấy thuật sĩ giang hồ, cũng gần như một dạng ảo thuật thôi. Nói theo cách này bọn họ cũng xem như là thần bịp bợm, Chu Dương thản nhiên nói. Vốn dĩ chuyện này rất khó có thể giải thích với một người bình thường như Thẩm Bích Quân, vì vậy anh quyết định không giải thích nữa, chỉ tìm một lý do nào đó để đánh lừa cô. Sau khi nghe câu trả lời, Thẩm Bích Quân tỏ vẻ thất vọng, như thế sao? Vậy thì thật nhàm chán. Nhàm chán sao? Tối hôm qua là ai sợ đến mức cả đêm muốn quay về gặp mẹ, Chu Dương trêu chọc. Chu Dương, anh muốn chết rồi đúng không? Nghe thấy câu nói đó, Thẩm Bích Quân lập tức phẫn nộ. Hai người cười đùa náo loạn một lúc,
điện thoại của Chu Dương đột nhiên đổ chuông. Thời gian làm việc không được phép nhận điện thoại, Thẩm Bích Quân cố ý làm khó anh. Không cho gọi điện thoại à, Chu Dương liếc nhìn cô, chị cả à, tôi cũng là giám đốc dự án, nếu không gọi điện thoại chỉ ngồi ở đây cả buổi sáng, cô có biết sẽ làm chậm trễ bao nhiêu việc không? Chuyện này không phải để trêu đùa. Đối với các chức vị khác nhau của mỗi người trong công ty, quy tắc chắc chắn cũng không giống nhau. Nếu như trong thời gian làm việc không cho phép Chu Dương gọi điện thoại, vậy thì công việc của anh chắc chắn không thể tiến hành. Sắc mặt Thẩm Bích Quân đỏ bừng, vốn dĩ cô chỉ muốn làm khó Chu Dương một chút, để anh xin cô nương tay, ai ngờ được tên này lại oán giận lại như vậy. Gã đàn ông xấu xa này, lẽ nào không biết nhường cô chút sao? Thẩm Bích Quân hậm hực oán trách. Còn Chu Dương ở bên kia đã nhận điện thoại, là Tô Vĩ gọi tới. Cũng đã lâu Chu Dương không gặp tên nhóc này, anh vui vẻ hỏi thăm, Tô Vĩ à, tên nhóc cậu dạo này làm gì thế? Chu Dương lên Thánh Sơn đã 2 tháng, sau khi trở về, chỉ liên hệ với Hổ gia, vẫn chưa thông báo với Tô gia, vì vậy anh cũng thực sự không rõ tình trạng lúc này của Tô gia. Giọng nói của Tô Vĩ đầu bên kia cũng khá hưng phấn, lão đại, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại rồi. 2 ngày trước em nhìn thấy sư phụ mới biết mọi người đã quay về, anh quay về Đông Hải sao không nói với em một tiếng. Tô Vĩ hơi oán giận nói. Trong 2 tháng nay, không biết cậu ta đã tìm Chu Dương và Ngưu Xuyên bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần tìm đều phát hiện 2 người họ không có ở nhà, gọi điện cũng không nghe máy, hoàn toàn không liên lạc được. May mà hầu như ngày nào cậu ta cũng đi tìm Ngưu Xuyên, 2 ngày trước cậu ta nhìn thấy Ngưu Xuyên mới biết Chu Dương cũng đã quay về. Ừ, bận quá nên không thể liên lạc với cậu ngay, Chu Dương ngượng ngùng trả lời. Chương 974, hứa ra đến. Rõ ràng Tô Vĩ vô cùng tôn trọng anh và Ngưu Xuyên, vì vậy mới luôn đi tìm anh. Còn anh sau khi quay về Đông Hải vẫn luôn bận rộn xử lý đủ mọi chuyện lộn xộn, thậm chí còn vì giúp một tài xế xa lạ mà đi xử lý chuyện của Hoa gia, nhưng lại không đi tới Tô gia một chuyến. Điều này quả thật anh không đúng. Cũng không hẳn là không có thời gian, mà là anh thật sự không coi chuyện này là chuyện quan trọng, cảm thấy đi đến Tô gia lúc nào cũng được, vì vậy Chu Dương khi trả lời Tô Vĩ mới ngượng ngùng như thế. Được rồi, không nói chuyện phiếm nữa, lần này tìm tôi có việc gì, mau nói đi, ở bên này tôi còn đang bận nữa, Chu Dương hỏi. Để che giấu chuyện mình không coi trọng Tô gia, anh bắt buộc phải giả bộ vô cùng bận rộn, điều này khiến Chu Dương cảm thấy hơi áy náy. Quả nhiên vì một lời nói dối, sau đó sẽ cần tạo ra càng nhiều lời nói dối hơn. May mà Tô Vĩ không quá để tâm. Hoặc là nói cậu ta hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến chuyện này. Giọng của Tô Vĩ nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Lão đại, có chuyện rồi, hứa ra đã đến Tô gia nhà em, Tô Vĩ nói. Cậu nói cái gì, Chu Dương lập tức đứng bật dậy, xảy ra chuyện gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi nghe đi. Chuyện này quá nghiêm trọng, Tô gia tổng cộng chỉ có 4 tông sư võ giả, làm sao có thể là đối thủ của hứa gia? Nếu như hứa gia ra tay với Tô gia, có lẽ sẽ dẫn tới việc Tô gia bị tiêu diệt. Mặc dù chuyện Tô gia bị tiêu diệt không liên quan đến Chu Dương. Nhưng dẫu sao đó cũng là đồng minh của anh, hơn nữa biểu hiện của Tô gia vẫn luôn tốt, trước nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, Chu Dương cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ bỏ rơi Tô gia. Vì vậy anh muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hứa gia thật sự đã ra tay rồi sao? Bây giờ Tô gia thế nào rồi? Còn mấy người sống sót? Lúc này Tô Vĩ mới nói, lão đại, anh đừng cãi yêu ta siết động, tạm thời dường như vẫn chưa xảy ra chuyện gì, đối phương chỉ có 2 người tới. Cho dù có thực sự đánh nhau, bên này bọn em còn có 4 tông sư võ giả, hoàn toàn không sợ bọn họ. Tô Vĩ đột nhiên hạ giọng nói, nhưng mà lão đại à, lần này bọn họ tới hoàn toàn không có ý định đánh nhau, em cảm thấy bọn họ giống như đang lôi kéo Tô gia. Anh có cần qua đây xem không? Em sợ bố của em không chịu được áp lực, Tô Vĩ khẽ nói. Cả thế giới đều biết hứa gia lớn mạnh đến mức nào, đương nhiên Tô Vĩ cũng biết, nhưng cậu ta vẫn tin tưởng rằng Chu Dương có thể đánh bại hứa gia. Vì vậy cậu ta không hy vọng nhìn thấy cảnh Tô gia đi cậy nhờ hứa gia. Nhưng khả năng này cũng vô cùng lớn. Dẫu sao trong mắt của Tô gia, Chu Dương cũng đã sắp không dựa vào được nữa, lòng tin có thể nói đã gần như không còn.
rõ ràng là nhân vật lãnh đạo liên minh, vào đêm trước khi khai chiến lại biến mất không chút dấu vết. Mặc dù trước khi đi Chu Dương cũng đã nói với Tô Gia, anh muốn đi tìm cách đánh bại Hoàng đế võ giả. Nhưng chuyến đi này kéo dài hơn 2 tháng, không một chút tin tức. Mà trong 2 tháng này, Hứa Gia đã xuất hiện. Lúc này Tô Gia rốt cuộc đang phải đối mặt với áp lực như thế nào? Hoàn toàn không một ai biết được. Hơn 1 tháng nay, Tô Vĩ và Tô Thế Minh vẫn luôn lo lắng chuyện Hứa Gia tìm đến tận cửa. May thay Hứa Gia dường như đã quên đi bọn họ, từ đầu đến cuối không hề tìm bọn họ gây khó dễ. Nhưng vào lúc Tô Thế Minh cho rằng không có chuyện gì, Hứa Gia lại tới. Mặc dù người đến chỉ có 2 tông sư võ giả, nhưng 2 người này là đại diện cho cả một gia tộc ẩn giật Hứa Gia. Nói cách khác, nếu như chuyện này ông ta không giải quyết cho tốt sẽ khiến cả Tô Gia rơi vào tình thế muôn đời không thể khôi phục lại được. Tô Thế Minh thực ra cũng đã biết tin tức Chu Dương đã quay về Đông Hải. Bởi vì 2 ngày trước Tô Vĩ đã nhìn thấy Ngưu Xuyên, sau khi về nhà đã nói với bố mình. Nhưng Tô Thế Minh không biết bây giờ Chu Dương có thái độ gì. Rõ ràng đã quay về Đông Hải nhưng lại không liên hệ với Tô Gia bọn họ, rốt cuộc là có ý gì. Vì vậy mới nói trong mắt Tô Thế Minh, Chu Dương đã không còn đáng tin cậy như trước, sự tín nhiệm cũng đã xuống đến mức thấp nhất. Bây giờ Hứa Gia đã tìm đến tận cửa, cho dù ông ta có liên hệ với Chu Dương cũng không kịp nữa. May mà Hứa Gia lần này chỉ tới 2 tông sư võ giả, mục đích không phải hủy diệt Tô Gia mà là lôi kéo, đây cũng xem như là một chuyện tốt với Tô Thế Minh. Nhưng, phải lựa chọn thế nào đây? Ông ta muốn từ chối lời mời của Hứa Gia sao? Nếu như từ chối, thái độ của Chu Dương cũng không rõ ràng, đến lúc đó Tô Gia chắc chắn sẽ chết. Đồng ý với lời mời của Hứa Gia. Nếu như đồng ý vậy sẽ coi như phản bội lại Chu Dương. Chỉ là bây giờ phản bội Chu Dương dường như cũng không phải vấn đề lớn. Tô Vĩ đang nghĩ tới bố của mình có lẽ sẽ nghĩ như vậy, do đó mới lén lút lẻn ra ngoài gọi điện thoại cho Chu Dương. Chu Dương nhận được cuộc điện thoại cũng vô cùng coi trọng, lập tức đồng ý nhanh chóng qua đó xem xét. Phòng khách Tô Gia. 2 tông sư võ giả của Hứa Gia và Tô Thế Minh ngồi đối diện nhau. 2 tông sư võ giả này là Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân. Tô gia chủ, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, thật đúng là nhân tài, Hứa Phụng Thiên hàm ý sâu xa nói. Tô Thế Minh cười ngượng ngùng, đâu có, vẫn là trưởng lão Hứa có phong thái nhất, tôi đây đâu thể xem là nhân tài gì. Tô gia chủ quá khen rồi, Hứa Phụng Thiên khẽ cười, ngữ khí đột nhiên thay đổi. Nhưng mà nhân tài thông minh như gia chủ Tô đây không nên đưa ra một số quyết định ngu ngốc chứ, phải không? Lúc trước tôi có nghe nói Tô gia các ông và Chu Dương đã kết thành đồng minh, còn nói muốn tiêu diệt Hứa gia, không biết có chuyện này hay không? Hứa Phụng Thiên cười giả tạo, hỏi. Nguồn, xe chuyện chàng rể đại gia. Trong lòng Tô Thế Minh kinh ngạc, thầm nói quả nhiên tới rồi. Ông ta đương nhiên không cho rằng Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân lần này tới đây để uống trà nói chuyện phiếm. Dù sao trước đó Tô Gia đã từng nói lời muốn tiêu diệt Hứa Gia. Chỉ là ông ta không ngờ được câu hỏi của Hứa Phụng Thiên lại sắc bén như vậy. Điều này khiến ông ta không biết nên trả lời thế nào. Dẫu sao Tô Gia từng nói muốn tiêu diệt Hứa Gia, đây là chuyện cả thành phố Đông Hải đều biết, hoàn toàn không thể giả được. Lúc này ông ta thừa nhận cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng phải thừa nhận sao? Sau đó sẽ nói với Hứa Phụng Thiên, ồ, không sai, chúng tôi từng nói muốn giết chết các ông, bởi vì chúng tôi nhìn không thuận mắt với các ông đã rất lâu rồi. Nói như vậy sao? Nói cái khỉ gì chứ? Sau khi nói xong lời này, cho dù Hứa gia có muốn lôi kéo Tô gia, hai bên chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù. Vì vậy Tô Thế Minh lúng túng một lúc. Không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao trong sâu thẳm trái tim ông ta vẫn muốn nương nhờ Hứa gia. Chương 975, 2 con cáo già. Tô Thế Minh lúng túng nhìn Hứa Phụng Thiên, ngập ngừng nói, trưởng lão Hứa, tôi không muốn nói dối, tôi phải làm rõ một chút chuyện ông vừa nói. Đó không phải tin đồn nhảm. Quả thực tôi từng bắt tay với Chu Dương, hơn nữa, cũng từng nói, sẽ tiêu diệt Hứa gia. Tô Thế Minh thành thật nói. Hết cách rồi, không thể làm giả, bởi vì cả thế giới đều biết Tô Thế Minh đã từng nói như vậy.
nhưng ông ta rất khôn ngoan khi nói rằng đã từng liên thủ với Chu Dương, ý nghĩa trong đó hoàn toàn khác biệt. Đã từng liên thủ không có nghĩa là hiện tại vẫn đang hợp tác cùng nhau. Đối mặt với những câu hỏi hóc búa của Hứa Phụng Thiên, Tô Thế Minh chọn chơi trò cắt câu ghép chữ. Nhưng trong lòng ông ta vẫn đang lẩm bẩm, Hứa gia này cử hai tông sư võ giả đến, chẳng lẽ không phải định lôi kéo ông ta sao? Nếu định lôi kéo ông ta, sao lại nói những lời cứng rắn như vậy? Chẳng phải nên thân thiện hơn à? Thái độ lúc này, giống như đến hỏi tội hơn, nhưng nếu là đến hỏi tội, chỉ cử hai tông sư võ giả đến là có mưu tính gì? Tuy rằng cả thế giới đều biết chuyện Tô Thế Minh tuyên bố sẽ diệt trừ Hứa gia, nhưng nếu lần này Hứa Phụng Thiên không nhắc đến, mọi người đều coi như không biết gì. Đến khi Hứa gia tùy ý lôi kéo, Tô Thế Minh liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý ngay, chẳng phải là một cuộc hợp tác vui vẻ sao? Tại sao cứ phải cứng nhắc như vậy? Sau khi nghe Tô Thế Minh nói vậy, Hứa Phụng Thiên cau mày đầy ẩn ý. Tô gia chủ quả nhiên từng nói những lời này, vậy chắc ông cũng biết, lời này nói ra, có ý nghĩa gì chứ? Tô Thế Minh mơ hồ khó hiểu. Lời này rốt cuộc có ý gì? Không lẽ, Hứa gia thật sự không phải đến lôi kéo ông ta, mà là đến hỏi tội? Nếu là đến hỏi tội, vậy thì Tô Thế Minh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đứng về phía Chu Dương. Nếu lựa chọn như vậy, thì hôm nay hai vị tông sư võ giả Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân này đừng hòng quay về. Sự tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt Tô Thế Minh, ông ta giả vờ thản nhiên hỏi, trưởng lão Hứa có ý gì? Lẽ nào hôm nay ông đến để hỏi tội sao? Hứa Phụng Thiên nheo mắt, nhìn bộ dạng Tô Thế Minh, ông ta biết đã đến giới hạn rồi, không thể tiếp tục chèn ép nữa. Ông ta lập tức cười thoải mái, Tô gia chủ đừng căng thẳng quá. Hôm nay Hứa mỗ đến đây để hỏi tội, nhưng cũng không hẳn là hỏi tội, mà là để kết bạn. Mọi người đều biết Tô gia chủ từng nói sẽ tiêu diệt Hứa gia chúng tôi, nếu ông không cho Hứa gia chúng tôi một lời giải thích về chuyện này, vậy thì Hứa gia chúng tôi sẽ khó làm người tốt, điều này có lẽ ông cũng hiểu được. Tô Thế Minh sững sờ, sao bây giờ lại nói mấy lời tốt đẹp rồi? Mấy lời này sao không nói từ sớm đi, ban nãy định làm gì vậy chứ? Ông đây xém chút nữa không nhịn nổi mà gọi người loại bỏ mấy người rồi đó. Hứa Phụng Thiên nói tiếp, Hứa gia là một gia tộc ẩn giật đỉnh cao, lần này xuất đầu lộ diện, không khỏi khơi dậy sự cảnh giác của rất nhiều gia tộc thế tục khác, chúng tôi cũng có thể hiểu được. Thế nhưng, ngay cả như vậy, tôn nghiêm của gia tộc ẩn giật vẫn không cho phép kẻ khác khiêu khích. Tô gia chủ nói ra những lời hoang đường rằng sẽ tiêu diệt Hứa gia chúng tôi, thì nhất định sẽ phải trả một cái giá tương ứng, ông hiểu không? Tô Thế Minh lờ mờ hiểu được ý của Hứa Phụng Thiên. Quả là một con cáo già gian xảo. Ban đầu ông ta dùng thái độ khởi binh hỏi tội, sau đó trong quá trình nói chuyện, liên tục nhấn mạnh chuyện Tô gia từng tuyên bố sẽ tiêu diệt Hứa gia. Mục đích chính là khiến Tô Thế Minh rơi vào trạng thái hoảng loạn, từng giây từng phút đều cảm thấy sự phẫn nộ của Hứa gia, sau đó muốn bù đắp lỗi lầm. Tiếp theo, có lẽ ông ta sẽ đưa ra mấy điều kiện quá đáng. Trong lòng Tô Thế Minh thầm cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn hỏi, ồ, trưởng lão Hứa đã nói như vậy, tôi mạo muội hỏi, sau khi nói ra những lời này, Tô gia chúng tôi sẽ phải trả giá như thế nào? Diệt vong, Hứa Phụng Thiên từ tốn nói ra hai chữ. Tiêu diệt một Tô gia nhỏ nhoi đối với Hứa gia chúng tôi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, điều này, tôi nghĩ Tô gia chủ không nên nghi ngờ. Hứa Phụng Thiên lại gây áp lực cho Tô Thế Minh. Dám khiêu khích sự tôn nghiêm của gia tộc ẩn giật, nếu chúng tôi không trừng trị Tô gia thật nghiêm khắc, vậy sau này còn có ai coi trọng gia tộc ẩn giật nữa đây? Tương lai Hứa gia chúng tôi sao có thể đứng vững ở Đông Hải được chứ? Cho nên, việc tiêu diệt Tô gia, gần như là chuyện chắc chắn. Hứa Phụng Thiên nói xong, lặng lẽ quan sát sắc mặt Tô Thế Minh. Nhưng nét mặt Tô Thế Minh không có nhiều thay đổi. Bởi vì ông ta đã đoán được Hứa Phụng Thiên sẽ nói như vậy. Tô Thế Minh thờ ơ nói, nghe có vẻ rất nghiêm trọng nhỉ, nhưng trưởng lão Hứa à, nếu muốn tiêu diệt Tô gia chúng tôi, vậy thì hình như hai người các ông chưa đủ tư cách. Tô Thế Minh điềm tĩnh nói, gia tộc ẩn giật như Hứa gia muốn tiêu diệt Tô gia chúng tôi có lẽ không khó. Nhưng ít nhất cũng nên phái thêm nhiều tông sư võ giả đến chứ. Nếu đánh giá thấp Tô gia mà chỉ phái hai tông sư võ giả tới, tôi e rằng một đi không trở lại.
Mấy lời này ẩn giấu hàm ý đe dọa. Copy từ page xe chuyện chàng rể đại gia. Trước mắt, Hứa gia chỉ phái đến hai tông sư võ giả, là Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Lai đang ngồi trước mặt. Hai người này có thể một đi không trở lại sao? Nếu Hứa Phụng Thiên còn tiếp tục đe dọa, vậy thì Tô Thế Minh dám chắc sẽ khiến họ không có đường về. Sự uy hát iota này không hề che đậy, cáo giả như Hứa Phụng Thiên đương nhiên đã nghe hiểu. Chỉ là sau khi hiểu ra, Hứa Phụng Thiên thầm nhủ trong lòng, Tô Thế Minh quả là một con cáo giả. Theo suy nghĩ của ông ta, lúc này Tô Thế Minh nên hoảng loạn, lo lắng hỏi ông ta xem phải làm thế nào, sau đó ông ta sẽ thuận theo mà đưa ra vài yêu cầu quá mức. Nhưng rõ ràng là Tô Thế Minh đã biết được ý đồ của ông ta, không hề bị dẫn dắt theo kịch bản định sẵn. Cáo giả, Tô Thế Minh và Hứa Phụng Thiên cùng thầm mắng đối phương. Thực tế, tất cả đều là nhân vật quản lý nòng cốt của gia tộc lớn, ai cũng hiểu cạm bẫy cơ bản trong đối thoại này, chẳng thua kém nhau là bao. Đều là cáo giả quả không sai, nhưng bọn họ phải cùng nhau chơi trò tán gẫu đã là bất thường, cục diện trước mắt lại rơi vào thế gượng gạo. Ha ha, Tô gia chủ lo lắng quá rồi, thực ra lần này chúng tôi đến muốn nói với ông, chúng tôi không hề có ý định tiêu diệt Tô gia. Chương 976, đàm phán. Như những gì Tô gia chủ nói, nếu Hứa gia chúng tôi có ý định tiêu diệt Tô gia, thì lần này đến đây không phải chỉ có hai anh em chúng tôi đâu. Chúng tôi biết Tô gia là thế gia hạng nhất ở thành phố Đông Hải, trong gia tộc có 4 tông sư võ giả. Vậy nên nếu lần này chúng tôi có ý định tiêu diệt Tô gia thì người tới Tô gia chí ít cũng là 8 tông sư võ giả. Hứa Phụng Thiên thản nhiên nói, lời nói đầy vẻ kiêu ngạo và uy hát iota. Mặc dù Tô Thế Minh không bị ông ta dọa sợ đến mức phải xin lỗi rồi đợi ông ta đưa ra điều kiện. Nhưng trong chuyện bàn bạc với Tô gia, Hứa Phụng Thiên cho rằng Hứa gia vẫn luôn là bên có ưu thế. Tô Thế Minh cũng ngầm thừa nhận nguyên tắc này. Tất nhiên Hứa gia là bên mạnh nhất, nếu Tô gia thực sự quyết định đến nhờ cậy Hứa gia thì chắc chắn Tô gia phải chịu thiệt ở thế yếu hơn. Dù sao họ cũng là Tô gia chỉ có thể là ở bên yếu, hai bên không thể đứng ngang hàng với nhau. Vừa rồi sở dĩ ông ta chống cự với đe dọa của Hứa Phụng Thiên chẳng qua là vì muốn nhắc nhở Hứa Phụng Thiên không nên đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Copy từ page xe chuyện chàng rể đại gia. Nếu Tô gia bọn họ không thể chấp nhận yêu cầu Hứa Phụng Thiên đưa ra, vậy dù ông ta liều mạng trở thành thù địch với Hứa gia, cũng phải giữ hai người bọn họ lại. Tô gia có thể ở thế yếu nhưng tuyệt đối không thể quá yếu kém cho người khác tùy ý nắm bóp. Đây chính là thái độ của Tô Thế Minh, mà Hứa Phụng Thiên cũng hiểu rất rõ điều này. Thế nên Tô gia chủ, chắc ông có thể cảm nhận được thành ý của Hứa gia chúng tôi. Dù sao chúng tôi chỉ phải đến hai tông sư võ giả, Hứa Phụng Thiên nói, vì Hứa gia chúng tôi nghĩ nên hóa giải mâu thuẫn chứ không nên làm cho mâu thuẫn thêm sâu. Điều tuyệt vời nhất trên y thế giới là hòa thuận với nhau, biến thù thành bạn. Dù sao có thêm một người bạn sẽ tốt hơn thêm một kẻ thù chứ nhỉ. Chúng tôi không giống tên Chu Dương kia, rõ ràng chỉ là một người bình thường nhưng cứ thích khoác lác nói muốn tiêu diệt gia tộc này gia tộc kia. Tôi thấy những người giống cậu ta sẽ không thể thành công, ông nghĩ sao, Tô gia chủ? Hứa Phụng Thiên chuyển chủ đề lên người Chu Dương. Thật ra đây là một cái bẫy nhỏ. Ông ta không trực tiếp đưa ra điều kiện với Tô Thế Minh, trái lại làm như vô tình nhắc đến Chu Dương. Nhưng nếu lúc này Tô Thế Minh đồng tình với quan điểm của ông ta, hùa theo ông ta gièm pha Chu Dương thì Tô Thế Minh khó có đường lui. Dù sao chính miệng ông ta đã nói xem thường Chu Dương thì sau này sẽ chẳng thể quay lại hợp tác với Chu Dương được nữa. Nhưng Tô Thế Minh cũng rất thông minh không bị lừa vào bẫy. Ai cũng có cách sống riêng của mình, Tô Thế Minh bình thản nói, cách làm của Chu Dương cũng có thể là ý kiến riêng của cậu ta. Tất nhiên cá nhân tôi rất đồng tình với quan điểm của trưởng lão Hứa. Hóa giải mâu thuẫn chứ không nên làm cho mâu thuẫn thêm sâu, chê y thế giới này thêm một người bạn, bớt một kẻ thù sẽ tốt hơn. Thấy Tô Thế Minh không bị gạt, Hứa Phụng Thiên cũng không để tâm, ông ta cười rồi nói tiếp, là vậy à, lần này Hứa gia chúng tôi thật sự có thành ý muốn kết giao với Tô gia. Tiếp theo có lẽ phải xem Tô gia các ông rốt cuộc có bao nhiêu thành ý rồi. Nếu Tô gia chủ cũng nói chê y thế giới này thêm một người bạn, bớt một kẻ thù sẽ tốt hơn. Vậy Tô gia chủ nên sẵn lòng thể hiện một chút thành ý chứ. Thật ra câu nói này mới là trọng điểm cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
mấy lời thăm dò, đe dọa hoặc lôi kéo phía trước đều là để làm tiền đề cho câu nói này mà thôi. Tô Thế Minh không chút biểu cảm khẽ nói, tôi tin Tô gia chúng tôi cũng có thành ý không kém. Nếu nói hứa ra cần Tô gia chúng tôi làm gì thì chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức. Tô Thế Minh tỏ rõ thái độ của mình. Tiếp theo thì phải tùy vào điều kiện hứa ra đưa ra thế nào. Ha ha, Tô gia chủ nói đùa rồi, nếu đã là bạn thì tất nhiên chúng tôi cũng không thể đòi hỏi gì quá đáng. Mọi người đều bình đẳng, dù sao cũng là bạn mà. Hứa Phụng Thiên cười ẩn ý nói, nhưng cần giải quyết xong chuyện trước đây Tô gia từng tuyên bố muốn tiêu diệt hứa gia chúng tôi, Tô gia phải giải thích rõ ràng cho hứa gia. Tuy hứa gia tôi rộng lượng nhưng cũng phải có thể diện đúng chứ. Lúc trước ông nói muốn diệt trừ hứa gia, chúng tôi lại đến làm bạn với ông. Nếu vậy thì những người khác ở cả Đông Hải sẽ nghĩ thế nào về chúng tôi? Chuyện này tôi nghĩ Tô gia chủ có thể thông cảm. Đồng thời nếu Tô gia thật sự muốn làm bạn với hứa gia thì đây chắc cũng là thành ý cơ bản nhất. Hứa Phụng Thiên thản nhiên nói với vô số lý do. Tô Thế Minh bây giờ không thể từ chối, hơn nữa ông ta vẫn phải đồng ý một điều kiện của Hứa Phụng Thiên, dù sao đây là thành ý cơ bản nhất của Tô gia. Sắc mặt Tô Thế Minh u ám gật đầu. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, thật ra mục đích của hai bên đều là thăm dò đối phương, bây giờ chỉ đang đợi Hứa Phụng Thiên nói ra yêu cầu. Trưởng lão Hứa nói rất có lý, Tô Thế Minh gật đầu, là gia chủ của Tô gia, tôi rất xin lỗi về hành động không khôn ngoan của Tô gia. Đồng thời Tô gia cũng sẵn lòng trả giá cho Hứa gia, chỉ là không biết trưởng lão Hứa nghĩ làm thế nào mới thích hợp đây. Copy từ page xe chuyện chàng rể đại gia. Câu này chẳng khác nào đang nói, tôi đồng ý bồi thường tiền, ông ra giá đi. Tôi cho rằng ít nhất Tô gia phải đưa cho Hứa gia một nửa tài sản. Đây coi như là tỏ lòng thành, Tô gia chủ nghĩ thế nào? Hứa Phụng Thiên cũng không kỳ kèo, nói thẳng yêu cầu của mình. Một nửa sản nghiệp của Tô gia. Yêu cầu này hơi quá đáng rồi, nếu nói Tô gia thật sự mất đi nửa sản nghiệp thì Tô gia sẽ từ gia tộc hạng nhất đứng thứ hai ở Đông Hải trở thành gia tộc hạng hai. Nhưng Hứa Phụng Thiên lại nói rất thoải mái. Đâu dễ được tha khi đắc tội với Hứa gia như vậy. Hứa Phụng Thiên nheo mắt nhìn Tô Thế Minh đợi ông ta trả lời. Tô Thế Minh đập bàn đứng dậy, không, không thể được. Không nghĩ nhiều, Tô Thế Minh lập tức từ chối. Hứa Phụng Thiên cũng không lo lắng, mà trái lại hứng thú hỏi, không thể sao? Tôi không hiểu ý của Tô gia chủ lắm. Ý của ông là Tô gia hoàn toàn không có thành ý, không sẵn lòng bồi thường cho Hứa gia chúng tôi. Hay là Tô gia cho rằng thanh danh của Hứa gia không đáng giá? Kẻ lên tiếng nói tiêu diệt hứa ra chúng tôi mà cũng có thể được tha thứ dễ dàng vậy à? Chương 977, nói tiếp đi chứ. Hứa Phụng Thiên tỏ vẻ khinh thường. Dù ông ta đã bị Tô Thế Minh cảnh cáo, nhưng vẫn đưa ra điều kiện rất quá đáng này. Suy cho cùng, vứt bỏ một nửa tài sản, cũng không giống như gia tộc bị tiêu diệt. Nếu như Tô Thế Minh không đồng ý với điều kiện của ông ta, rất có khả năng gia tộc sẽ bị tiêu diệt. Hứa Phụng Thiên tin rằng, Tô Thế Minh có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đồng thời ông ta nghĩ rằng, điều kiện của mình không hề quá đáng. Tô gia chủ, rốt cuộc ông có ý gì? Thật sự quyết định đối đầu với hứa gia chúng tôi sao? Hứa Phụng Thiên tiếp tục nói, nếu như ông đã hạ quyết tâm, bây giờ có thể gọi bốn tông sư võ giả của Tô gia các ông qua đây, thử xem có thể giữ chân được hai ông già tôi không? Nhưng có một điều có thể chắc chắn. Bất kể ông có thể giữ chân chúng tôi hay không, thì Tô gia của các ông, chắc chắn không thể thấy được mặt trời vào ngày mai đâu. Nếu hứa gia dốc sức ra tay, muốn tiêu diệt một gia tộc hạng nhất như Tô gia thì thật sự chỉ cần một đêm. Hứa Phụng Thiên không hề khoa trương. Tô Thế Minh chỉ cắn răng, nói trưởng lão Hứa, xin đừng ép tôi. Tô gia của chúng tôi chắc có thành ý, trước đây thật sự chúng tôi nói muốn tiêu diệt hứa gia. Đồng nghĩa, chúng tôi cũng sẵn sàng trả giá vì điều đó. Thế nhưng, ông nói muốn một nửa sản nghiệp của Tô gia, có phải hơi quá đáng rồi không? Điều kiện này, Tô gia nhất định không thể chấp nhận. Sắc mặt Tô Thế Minh hết sức khó coi, bộ dạng không nhịn được phải phát tiết ra. Ông ta nhất định phải tỏ thái độ, cảnh cáo Hứa Phụng Thiên, nếu như Hứa Phụng Thiên thật sự không nhượng bộ. Vậy thì cho dù Tô gia có tranh đấu đến hơi thở cuối cùng cũng không đồng ý với điều kiện của Hứa Phụng Thiên. Trưởng lão Hứa, ông nên hiểu rõ,
nếu như vứt bỏ một nửa tài sản, điều này có ý nghĩa là Tô gia chúng tôi sẽ rớt hạng trở thành thế gia hạng hai. Tuy nhiên theo như bố cục trước đây của Tô gia, tất cả các nhánh đều tập trung ở thế gia hạng nhất, cho nên nếu như Tô gia trở thành thế gia hạng hai, thì không thể tồn tại được. Tô Thế Minh nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm như coi thường cái chết, do đó, Tô gia không thể đồng ý điều kiện này, muốn một nửa tài sản của tôi, cũng như muốn tôi phải chết. Tô gia của chúng tôi thà liều mạng còn hơn. Có thể nói kỹ năng diễn xuất của Tô Thế Minh rất chân thật, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng chịu đựng, bộ dạng đầu óc mơ màng, dường như chỉ cần Hứa Phụng Thiên nói nhảm một câu, ông ta sẽ lập tức liều mạng với đối phương. Copy từ page xe chuyện chàng rể đại gia. Thế nhưng Hứa Phụng Thiên là ai? Trò bịp này không thể lừa được Hứa Phụng Thiên, ông ta khẽ cười, ánh mắt nhìn Tô Thế Minh như nhìn một con khỉ. Tô gia chủ, không cần phải ca yêu ta xỉa động như vậy. Ông nói muốn một nửa gia sản của ông là muốn ông chết. Nhưng ông có từng nghĩ rằng, Tô gia của các ông phạm sai lầm, đều là tội chết, lần này Hứa gia không đến thăm hỏi ông, người đến lần này không chỉ có hai anh em chúng tôi. Có thể nói, cho dù điều kiện của chúng tôi là toàn bộ gia sản của Tô gia các ông, nhưng giữ lại tính mạng của các ông, cũng là ân tình mà Hứa gia chúng tôi dành cho các ông rồi. Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân cũng đứng bật dậy, nhìn Tô Thế Minh từ trên y cao xuống và nói. Tô gia chủ, suy nghĩ kỹ càng đi, nếu như ông thật sự hạ quyết tâm, cho dù để bốn vệ sĩ của các ông ngăn chặn hai anh em chúng tôi cũng không thành vấn đề. Nếu bọn họ có thể ngăn cản được. Hứa Phụng Thiên nói xong, liền xoay người rời đi. Ông ta không lớn tiếng, Tô gia có bốn tông sư võ giả, còn bọn họ chỉ có hai người. Nếu như hai bên đánh nhau đến mức tôi sống ông chết, vậy thì chắc chắn hai người họ sẽ chết. Nhưng nếu bọn họ không đánh nhau với Tô gia, ngược lại bỏ chạy, Tô gia chưa hẳn có thể ngăn cản họ. Cho dù ngăn cản được, bọn họ cũng có thể thay đổi điều kiện, cho phép Tô gia bớt đi ít tiền. Do đó, cho dù nhận được lời cảnh cáo của Tô Thế Minh từ sớm, nhưng Hứa Phụng Thiên vẫn ở trạng thái không lo ngại gì. Điều này cũng là nguyên nhân ông ta hung hăng không chịu lùi bước. Còn phía Tô Thế Minh, lại rơi vào bế tắc. Ông ta biết bốn tông sư võ giả của mình, không chắc chắn có thể ngăn cản được hai người Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân. Dù sao hai người này cũng là người xuất sắc trong mắt của tông sư võ giả, có tiếng tăm từ lâu. Cho dù ngăn cản được, ông ta nhiều nhất chỉ có thể giết được hai tông sư võ giả của đối phương mà thôi, sự chênh lệch thực lực giữa hai bên không có thay đổi rõ ràng. Mà lúc đó Tô gia đã hoàn toàn chống đối với Hứa gia. Chu Dương tỏ ra mạnh mẽ và thần bí, bên cạnh thỉnh thoảng có nhiều tông sư võ giả, điều này khiến Tô Thế Minh cực kỳ tự tin. Thế nhưng bây giờ, Chu Dương biến mất 2 tháng, sau khi trở về, cũng không đến Tô gia, thái độ không rõ ràng, điều này làm Tô Thế Minh không dám dễ dàng hạ quyết tâm. Cuối cùng, ông ta nghiến răng nghiến lợi, ngăn cản Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân, trưởng lão Hứa, xin dừng bước. Vừa nãy tôi quá đường đột, không nên nói ra những lời như vậy, vẫn mong trưởng lão Hứa rộng lòng tha thứ. Tô gia chúng tôi, đồng ý điều kiện của các ông, Tô gia, sẽ trở thành bạn tốt với Hứa gia. Tô Thế Minh nói với vẻ mặt suy sụp. Đồng ý với Hứa Phụng Thiên, Tô gia chỉ có thể được coi là gia tộc hạng hai. Khuôn mặt của Hứa Phụng Thiên nở một nụ cười mãn nguyện. Đúng lúc này, Tô Vĩ đột nhiên xông vào. Cậu ta vừa bước đến, liền lớn tiếng nói, bố, không được đồng ý với bọn họ. Chúng ta còn có lão đại, đồng ý với bọn họ, Tô gia của chúng ta hoàn toàn xong đời, nhưng chỉ cần đợi anh Chu Dương trở về, chúng ta sẽ giẫm chết toàn bộ Hứa gia, đến lúc đó, Tô gia của chúng ta mới chính là Tô gia, Tô Vĩ thành thật nói. Nghe câu nói của Tô Vĩ, ba người trong sân đột nhiên sững sờ. Sau đó, trên y mặt Hứa Phụng Thiên nở nụ cười chế giễu. Cậu này chính là con trai ông sao? Hứa Phụng Thiên khẽ nói, xem ra, đầu óc không thông minh sáng sủa lắm, đến bây giờ vẫn còn tin cái tên phế vật Chu Dương kia. Copy từ page xe chuyện chàng rể đại gia. Tô gia các ông, sao lại dạy dỗ một người thừa kế không hiểu chuyện thế này? Lại gọi Chu Dương là lão đại, Chu Dương chẳng qua chỉ là một tên vô dụng thôi. Hợp tác với Tô gia các ông, cũng nên làm đàn em của Tô gia mà thôi, sao có thể được coi là lão đại của các ông chứ? Tô gia chủ,
tôi đề nghị ông nên quản lý đứa con quý tử này, nếu không, sợ rằng Tô gia sớm muộn có một ngày sẽ bị hủy hoại trong tay của cậu ta. Hứa Phụng Thiên vừa nói xong, Chu Dương liền bước vào. Chương 978, đối chọi gay gắt. Một mình Chu Dương bước vào sân lớn của Tô gia. Tô gia là gia tộc hạng nhất, đương nhiên sẽ có bảo vệ canh gác, có điều những người này đều đã nhận ra Chu Dương mà thôi. Dù sao hai tháng trước, Chu Dương còn là đối tác hàng đầu của Tô gia, còn những bảo vệ này muốn thông báo với Tô Thế Minh, nhưng Chu Dương vội vàng xông vào, bọn họ cũng không liều mạng ngăn cản. Gia chủ, hai bảo vệ muốn giải thích gì đó với Tô Thế Minh. Tô Thế Minh xua tay, ý bảo hai bảo vệ lui xuống. Trong sân chỉ có mấy người Hứa Phụng Thiên, Hứa Phụng Quân, bố con Tô Thế Minh và Chu Dương. Chu Dương khẽ cười, vỗ tay nhẹ nhàng, hay, nói hay lắm. Trưởng lão Hứa, hai tháng không gặp, cái miệng này của ông đã tiến bộ nhiều rồi nhỉ, nói, tiếp tục nói đi, Chu Dương nhìn Hứa Phụng Thiên cười chế giễu và nói. Sau khi nhìn thấy Chu Dương, khuôn mặt của Hứa Phụng Thiên như đông cứng lại. Còn sắc mặt của Tô Thế Minh khá phức tạp. Cuối cùng Chu Dương cũng xuất hiện rồi, thế nhưng ông ta không biết, bây giờ sự xuất hiện của Chu Dương, có ý nghĩa gì, hơn nữa một mình anh qua đây, không hề có tông sư võ giả bên cạnh. Tô Vĩ lại rất hưng phấn. Cậu ta không quan tâm bên cạnh Chu Dương có tông sư võ giả hay không, cậu ta chỉ biết, chỉ cần Chu Dương xuất hiện, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ thắng. Vì Chu Dương chưa từng thua. Lão đại, Tô Vĩ hưng phấn chạy đến bên cạnh Chu Dương. Tô Thế Minh nhếch miệng, không hề ngăn cản. Hứa Phụng Thiên châm biếm nói, ôi, đây chẳng phải là Chu Dương tiếng tăm lẫy lừng sao, hai tháng không gặp, dũng khí cũng tăng lên không ít nhỉ. Hai tháng trước, còn không dám lớn tiếng trước mặt tôi, bây giờ lại dám chủ động xuất hiện trước mặt tôi rồi. Hứa Phụng Thiên không ngừng mỉa mai nói, không biết lần này cậu xuất hiện làm gì. Thật sự cho rằng có thể ngăn cản Tô gia hợp tác với Hứa gia chúng tôi sao? Hai tháng trước, cũng là trước khi Chu Dương đi Thánh Sơn, Hứa Phụng Thiên từng gặp Chu Dương một lần. Lúc đó, Chu Dương vừa dẫn người đi giết Hứa Phụng Lai. Vì nguyên nhân này, Hứa Phụng Thiên đã xông thẳng vào phòng làm việc của Chu Dương ở công ty Danh Dương, cảnh cáo Chu Dương. Phải nói, lúc đó Chu Dương thật sự hơi mất mặt. Mặc dù dựa vào tố chất tâm lý vững vàng, anh không hề thể hiện sự xấu hổ ra nhiều, nhưng thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn vào thời điểm đó, Chu Dương thở hồng hộc trước mặt của Hứa Phụng Thiên. Thậm chí lúc Hứa Phụng Thiên chất vấn có phải Chu Dương giết Hứa Phụng Lai hay không, lúc đó Chu Dương không dám thừa nhận. Không sai, không phải chiến thuật gì, anh thật sự không dám thừa nhận, cũng không thể thừa nhận. Cho nên, hôm nay gặp mặt, Hứa Phụng Thiên mới chế giễu Chu Dương như vậy. Dù sao, cách đây không lâu, Chu Dương chỉ là thằng hề trước mặt ông ta, điều này khiến ông ta có cảm giác mình chiếm ưu thế lớn hơn. Copy từ page xe chuyện chàng rể đại gia. Nếu tôi là cậu, bây giờ có lẽ ngoan ngoãn làm con rùa rụt cổ trong nhà, im lặng chờ đợi Hứa gia chúng tôi tìm đến, chứ không phải chủ động đến đây tìm cái chết. Hứa Phụng Thiên khinh miệt nói, bây giờ ông ta căn bản không biết thực lực thật sự của Chu Dương, nên mới dễ dàng chế giễu, hoàn toàn không có chút áp lực nào. Hứa Phụng Quân ở bên cạnh cũng cười nhạt, hiển nhiên, hai người chỉ coi Chu Dương là thằng ngốc. Dưới tình hình thân mình còn khó bảo toàn, tên ngốc này không liều mạng trốn tránh người của Hứa gia, lại dám lo chuyện bao đồng sao. Sắc mặt Tô Thế Minh ở bên cạnh càng thêm khó coi. Ban đầu ông ta còn hy vọng thân phận bí mật của Chu Dương có thể gây thêm áp lực cho Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân. Thế nhưng bây giờ xem ra, Hứa gia căn bản không coi trọng Chu Dương. Còn Chu Dương, có vẻ thật sự không có bất kỳ tư cách phản kháng nào, vì đến tận bây giờ, anh không hề giải thích gì, để mặc cho hai người của Hứa gia tùy ý mỉa mai, không có ý định phản bác. Tô Vĩ không nhẫn nhịn được nữa, hai ông già các người cứ nói năng lung tung ở đây đi. Đợi lát nữa lão đại nổi giận, sẽ triệt phá toàn bộ Hứa gia các người, đến lúc đó các người không còn chỗ mà khóc đâu. Tô Vĩ rất tín nhiệm Chu Dương. Cho dù bây giờ Chu Dương không thể hiện ra bất kỳ ưu thế nào. Một mình anh đến đây không đưa theo tông sư võ giả, còn đối phương, lại là hai tông sư võ giả đỉnh cao. Nghe thấy Tô Vĩ vẫn nói giúp Chu Dương, Hứa Phụng Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt nặng nề nhìn Tô Thế Minh.
Tô gia chủ, Quý công tử đến bây giờ vẫn nói lời lẽ nhảm nhí này, lẽ nào Tô gia các ông thật sự ngồi im không quan tâm sao? Các ông có ngại để ông đây ra tay dạy dỗ Quý công tử một chút? Hứa Phụng Thiên trừng mắt nói, trong lời nói, lại muốn thẳng tay dạy dỗ Tô Vĩ. Chưa ra tay với Tô Vĩ chỉ là vì bọn họ vừa mới kết giao với Tô gia, ông ta bằng lòng giao chuyện cỏn con này cho Tô Thế Minh. Huống hồ, Tô Vĩ chỉ là thế hệ sau, ông ta nhẫn nhịn một chút cũng được. Thế nhưng nếu như Tô Vĩ tiếp tục đứng bên cạnh Chu Dương, ông ta sẽ phải vứt bỏ mấy thứ tạp nham như tình người thế tục, thẳng tay dạy dỗ Tô Vĩ. Tô Thế Minh cũng hơi bất lực, gọi ngay Tô Vĩ, qua đây. Bố, Tô Vĩ lo lắng, chúng ta không phải hợp tác với Chu Tiên Sinh sao? Bố nói con qua đây, sắc mặt của Tô Thế Minh lạnh lùng, lẽ nào con nhìn không rõ thế cục sao? Nếu như bây giờ không về bên cạnh bố, lát nữa trưởng lão Hứa ra tay thì ai bảo vệ con? Hàm ý trong lời nói của Tô Thế Minh khá rõ ràng, rằng Chu Dương chỉ là một tên phế vật vô dụng. Tô Vĩ đứng ở phía Chu Dương, anh sẽ không thể bảo vệ Tô Vĩ an toàn. Về điều này, Chu Dương chỉ có thể mỉm cười, không có biểu cảm gì. Anh không quở trách Tô Thế Minh, cũng không ngăn cản Tô Vĩ, giống như chuyện này không liên quan gì đến anh. Tô Vĩ hơi lo lắng nhìn Chu Dương, lão đại, anh mau giải thích đi. Bố, con không thể quay lại, con tin rằng, chỉ có một mình lão đại mới có thể cứu Tô gia của chúng ta. Tô Vĩ nhảy dựng lên nói với Tô Thế Minh. Nếu như con không quay lại, thì đoạn tuyệt quan hệ với Tô gia đi, Tô Thế Minh cũng nổi giận. Thằng nhóc này, sao lại cứ coi trọng Chu Dương? Lẽ nào nó không biết tình tình khó khăn bây giờ sao? Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, Tô Vĩ cứng đầu nói. Thật ra sau khi nói, cậu ta cũng hơi hối hận. Nhưng cậu ta vẫn tin tưởng Chu Dương. Chỉ cần Chu Dương có thể đánh bại Hứa gia, cậu ta có thể quay về. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tô Vĩ cũng thấy dễ chịu. Tô Thế Minh không còn gì để nói. Tô Vĩ lại đồng ý đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, chứ không rời khỏi Chu Dương. Lúc này, Hứa Phụng Thiên chợt bật cười. Copy từ page xe chuyện chàng rể đại gia. Tô gia chủ, xem ra ông thật sự không quản nổi con trai của ông. Chương 979, thử chút bản lĩnh. Nếu đã như vậy, thì chi bằng để tôi thay ông dạy dỗ một chút, Hứa Phụng Thiên nói. Tô Thế Minh bất lực, chỉ có thể đáp lại, xin trưởng lão Hứa thương xót nhẹ tay, con trai tôi chỉ là một phút hồ đồ đi lạc hướng, ông chỉ cần dạy bảo một chút là được. Tô Vĩ cứ khăng khăng không chịu tỉnh ngộ, khiến cho Tô Thế Minh cũng không thể tiếp tục bảo vệ được. Lúc này, ông ta chỉ có thể cố gắng dùng năng lực của mình để cầu xin cho Tô Vĩ. Nghe Tô Thế Minh nói vậy, Hứa Phụng Thiên cũng nở nụ cười đắc ý, Tô gia chủ yên tâm đi, tôi sẽ không chấp nhặt với trẻ con đâu. Mặc dù tội xúc phạm Hứa gia chúng tôi là điều không thể tha thứ, nhưng tôi sẽ giữ lại mạng sống cho cậu ta. Hứa Phụng Thiên rất thích cảm giác này. Giống như tất cả mọi chuyện chê y đời đều chỉ cần một mình ông ta ra quyết định là được. Cái loại cảm giác bá đạo này giống như một vị hoàng đế, khiến ông ta thấy sảng o ái yêu ta, nghĩ đến một ngày nào đó sẽ trở thành hoàng đế võ giả. Hoàng đế võ giả chắc cũng chỉ như vậy thôi. Ông ta thầm nghĩ rằng, có lẽ, bản thân mình và hoàng đế võ giả hoàn toàn không hề có khoảng cách chênh lệch nào. Sau đó, ông ta đi về phía Tô Vĩ. Tô Vĩ chỉ là một người bình thường, trước đây cậu ta đã học một chút taekwondo. Sau đó cậu ta cũng đi theo Ngưu Xuyên luyện tập võ thuật một thời gian. Nhưng chỉ dựa vào những thứ này, thì cậu ta vẫn còn kém xa so với một tông sư võ giả thực thụ. Hơn nữa, Hứa Phụng Thiên còn là đại diện của trình độ tông sư võ giả đỉnh cao. Cho nên, Tô Vĩ không tự chủ mà lùi lại phía sau, trốn tránh áp lực của Hứa Phụng Thiên. Ha ha, cậu bé, cậu cũng biết sợ hãi sao? Nếu cậu đã sợ hãi như vậy rồi, sao cứ khăng khăng không chịu thức tỉnh? Nguyên nhân quan trọng khiến cậu bị ăn đòn là bởi vì cậu ủng hộ Chu Dương. Nhưng cậu liều mạng ủng hộ Chu Dương, khi cậu bị ăn đòn thì cậu ta có thể làm được gì? Hứa Phụng Thiên vừa nói vừa đi về phía Tô Vĩ. Ông ta không chỉ muốn đánh Tô Vĩ một trận, mà còn muốn Tô Vĩ phải chịu áp lực tâm lý. Tô Vĩ lắc đầu, lão đại không thể không quan tâm tôi. Cho dù hôm nay ông có thể đánh tôi đi chăng nữa, thì sớm muộn gì cũng có ngày lão đại báo thù cho tôi.
Tô Vĩ cũng nghĩ rằng hôm nay chắc chắn mình sẽ bị đánh. Cậu ta không cho rằng bây giờ Chu Dương còn có cách nào khác có thể ngăn chặn được Hứa Phụng Thiên. Nhưng cậu ta không trách Chu Dương, bởi vì thực lực của Chu Dương không đủ, không phải là điều sai trái gì, ai cũng đều biết. Báo thù, cậu nhóc, cậu nên tỉnh lại đi, Hứa Phụng Thiên khịt mũi, bóng người lao thẳng về phía Tô Vĩ. Tên nhóc còn này lại dám chống đối Hứa gia, vì Chu Dương mà hết lần này đến lần khác cậu ta mắng chửi Hứa gia là rác rưởi. Ông ta nhất định phải khiến cho tên nhóc này nhìn thấy rõ sức mạnh quả đấm thép của Hứa gia. Tô Thế Minh thở dài một hơi, rồi nhắm mắt lại. Mặc dù cảm thấy đau xót vì con trai mình sắp bị đánh, nhưng nghĩ kỹ lại, thì đây cũng có thể là một chuyện tốt, dù sao bị đánh một chút mới có thể thông minh hơn được. Nhưng tiếng hét thảm thiết của Tô Vĩ mà ông tưởng tượng không hề vang lên, trong sân cũng không hề vang lại một âm thanh va chạm nào. Chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào lương tâm của Hứa Phụng Thiên đột nhiên trỗi dậy? Cảm thấy việc đánh đập một đứa trẻ là sai trái? Đương nhiên trường hợp này không thể xảy ra được, vậy thì, lẽ nào Tô Vĩ bị đánh một đòn đã chết luôn rồi, thậm chí không thể kêu thét lên được? Nghĩ đến đây, Tô Thế Minh hoảng sợ vội vàng mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta bàng hoàng. Chu Dương lặng lẽ đứng trước mặt Tô Vĩ, sắc mặt bình thản như không có chuyện gì duỗi thẳng một chân về phía trước. Bàn chân đó vừa hay đá vào ngực Hứa Phụng Thiên. Rất rõ ràng, đang lúc Hứa Phụng Thiên lao lên đánh Tô Vĩ, Chu Dương đã chặn đứng trước mặt Tô Vĩ, đồng thời, chỉ dùng một chân đá lên ngực của Hứa Phụng Thiên. Chu Dương sao có thể có tốc độ nhanh như vậy được? Vậy mà có thể đánh tông sư võ giả ở trình độ đỉnh cao. Tuy nhiên, đây không phải là điều khiến ông ta ngạc nhiên nhất, bởi vì ông ta còn thấy Hứa Phụng Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bằng một cú đá, cũng khiến cho Hứa Phụng Thiên bị thương nặng. Sao có thể chứ? Hứa Phụng Quân đứng ở một bên cũng ngẩn ra. Cứ tưởng bọn họ đã nắm chắc phần thắng, nhưng hôm nay khi hai anh em Hứa gia có tiếng nói quyết định cuối cùng, thì Chu Dương lại thể hiện năng lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Copy từ page xe chuyện chàng rể đại gia. Hứa Phụng Thiên ngẩng đầu nhìn Chu Dương, sắc mặt đanh lại. Hiển nhiên, bây giờ ông ta cũng nhận ra. Chu Dương chỉ dùng một cú đá có thể khiến ông ta bị thương nặng, tuyệt đối không phải là ăn may. Đây chính là thực lực thật sự của Chu Dương. Ông ta đã là tông sư võ giả đỉnh cao, với thực lực ông ta có, lẽ nào Chu Dương là hoàng đế võ giả? Hứa Phụng Thiên cũng không dám khinh suất thêm nữa, ông ta hét lên, chú hai, mau tới giúp tôi. Đương nhiên, chú hai chính là Hứa Phụng Quân, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Hứa Phụng Thiên. Ông ta mới phản ứng lại. Cảnh tượng lúc nãy khiến ông ta bị dọa đến mức ngu người. Anh cả, chuyện gì vậy? Hứa Phụng Quân đi đến bên cạnh Hứa Phụng Thiên hỏi. Hứa Phụng Thiên không trả lời, mà nhìn chằm chằm Chu Dương, là tôi quá xem nhẹ cậu rồi. Tôi muốn xem, rốt cuộc cậu có bản lĩnh có thể sống sót trước sự hợp lực của hai anh em chúng tôi hay không? Chu Dương hoàn toàn không buồn để ý đến ông ta. Đùa gì chứ? Chu Dương là hoàng đế võ giả. Khi chưa đạt được đến trình độ này, thì tầm hiểu biết về nó luôn là điều ngây thơ và nực cười. Ví dụ như mặc dù Hứa Phụng Thiên đã mơ hồ đoán được, thực lực của Chu Dương rất có khả năng là hoàng đế võ giả, nếu không thì không thể nào chỉ bằng một cú đá có thể khiến ông ta bị thương nặng được. Nhưng ông ta vẫn không chịu thừa nhận, bởi vì ông ta cảm thấy nếu bản thân mình và Hứa Phụng Quân hợp lực lại thì có thể chống đỡ được. Ông ta hoàn toàn không biết rằng, cú đá kia của Chu Dương chỉ là dùng một chút sức lực, đó chẳng qua chỉ là một bước thử nghiệm nho nhỏ. Chu Dương không trả lời Hứa Phụng Thiên, ngược lại anh liếc nhìn Tô Vĩ, nhẹ nhàng xoa đầu của cậu ta, tán thưởng nói, nhóc con, rất có khí phách. Đàn ông nên như vậy, một khi đã đưa ra quyết định, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ lùi bước. Đừng học theo người bố vô dụng của cậu, ông ta đã bị quyền lực lợi ích của thế giới này khống chế. Bây giờ ông ta không được coi là một người đàn ông có tinh thần bất khuất nữa rồi. Chu Dương nói thẳng, không hề nể mặt. Tô Thế Minh đứng ở bên kia không nói nên lời, Chu Dương còn thẳng thừng chỉ trích ông ta là đồ vô dụng ngay trước mặt ông ta. Nhưng ông ta lại không thể phản bác. Lấy gì để phản bác lại, Chu Dương chỉ dùng một cú đá đã có thể khiến Hứa Phụng Thiên bị thương nặng. Đồng thời, trong lòng ông ta hơi hối hận và bàng hoàng.
Hối hận là bởi vì bản thân mình sao lại không kiên quyết đứng về phía Chu Dương, bây giờ xem ra thân phận của Chu Dương đúng là vẫn vô cùng bí ẩn và khó đoán, dường như chê y đời này thật sự không có chuyện gì làm khó được anh. Ban đầu, thân phận của Chu Dương chỉ là một người bình thường, nhưng anh lại có thể khiến cho Tô Gia khom lưng xuống trước mặt anh, chính là dựa vào gia cảnh bí ẩn, bên cạnh anh đột nhiên lại xuất hiện một tông sư võ giả đi theo. Hôm nay, anh không dẫn theo ai đến đây, nhưng chỉ dựa vào thực lực của chính mình lại có thể đánh bại được tông sư võ giả. Chương 980, lãnh vực của Hoàng đế. Theo sự hiểu biết của Tô Thế Minh, chê y thế giới này hoàn toàn không thể xuất hiện chuyện như vậy. Sao một người bình thường lại có thể đột nhiên có thể đánh bại tông sư võ giả? Nếu đúng là như vậy, thì tông sư võ giả không thể có giá trị như vậy, Tô gia của bọn họ cũng không thể chỉ dựa vào 4 vị tông sư võ giả, mà có thể đứng sừng sững không lung lay ở vị trí gia tộc hạng nhất ở thành phố Đông Hải. Nhưng Chu Dương lại có thể dễ dàng làm được điều đó, chuyện này khiến Tô Thế Minh kinh hoàng. Lúc này Chu Dương tiếp tục nói với Tô Vĩ, nhóc con, cậu yên tâm, cậu đã chọn đứng về phía tôi bằng mọi giá, vậy thì cho dù tôi liều mạng dùng mọi cách cũng sẽ không để cậu phải thua. Chu Dương bình tĩnh nói. Trước đó, anh đang im lặng quan sát, không phản bác gì ngay cả khi Hứa Phụng Thiên và Tô Thế Minh chế nhạo anh. Tô Thế Minh đã phản bội anh, vì vậy anh cũng muốn xem thái độ cư xử của Tô Vĩ như thế nào, bởi cậu ta là con trai của Tô Thế Minh. Khi anh nghe thấy Tô Vĩ nói rằng cho dù phải cắt đứt quan hệ với Tô gia thì cậu ta vẫn kiên quyết đứng về phía anh, đã khiến anh hơi cảm động. Tô Vĩ nghe thấy vậy, cũng vô cùng phấn khích. Lão đại, anh đúng là rất giỏi. Em biết mà, lão đại nhất định sẽ không thất bại. Chỉ có Tô Vĩ là người duy nhất không hề kinh ngạc trước sự thể hiện thực lực của Chu Dương. Cậu ta chính là một fan não tàn của Chu Dương, cho dù Chu Dương có làm ra hành động vô cùng kinh ngạc gây sốc như thế nào thì cậu ta cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Cậu ta chỉ phấn khích hét lớn, xứng đáng là lão đại. Lão đại quá giỏi. Chu Dương khẽ cười, sau đó quay đầu nhìn hai anh em Hứa Phụng Thiên, lẩm bẩm, hơn nữa, tôi cũng không cần phải dùng hết sức để đối phó với hai con cá hôi thối này. Đúng vậy, hai người Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân họ chỉ là hai con cá hôi hám trong mắt anh. Hứa Phụng Thiên tức giận nói, để tôi xem cậu còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Ông ta trao đổi ánh mắt với Hứa Phụng Quân, dựa vào sự hiểu biết trao đổi ngầm giữa hai anh em bao năm qua, hai người bọn họ đồng thời tách ra từ hai hướng khác nhau xông về phía Chu Dương. Chết đi, có thể chết dưới sự hợp lực của hai anh em chúng tôi, cũng coi như cậu chết không oan uổng chút nào. Hứa Phụng Thiên hét lớn, đừng tưởng rằng hai anh em chúng tôi cùng nhau hợp lại, thì chỉ đơn giản là một cộng một thành hai thực lực của hai tông sư võ giả. Bởi vì chiêu thức của chúng tôi giống nhau, cộng với sự hiểu biết ngầm của hai anh em chúng tôi, khi hợp lực lại thì chúng tôi có thể bộc phát sức mạnh của 10 tông sư võ giả. Cho dù cậu có là hoàng đế võ giả, thì hôm nay cậu cũng phải quỳ xuống cho tôi. Hứa Phụng Thiên có thể nói một cách tràn đầy tự tin. Đây là chiêu thức mà ông ta giấu kín. Đã nhiều năm nay, hai anh em họ cũng không hợp lực tấn công. Nhưng chỉ cần bọn họ hợp lại cùng nhau, thì nhất định không ai có thể đánh thắng. Hứa Phụng Thiên rất tự tin về điều này, đây cũng là lý do khiến ông ta có địa vị cao như vậy ở Hứa gia. Chết đi, Hứa Phụng Quân cũng giống lên, trong nháy mắt, hai người họ lao tới trước mặt Chu Dương. Sắc mặt Chu Dương không chút thay đổi. Thậm chí anh còn nở nụ cười nhạt. Không phải chỉ là hoàng đế võ giả thôi sao? Cho dù là hoàng đế võ giả cũng phải quỳ xuống cho tôi. E rằng ông chưa hiểu rõ về hoàng đế võ giả rồi. Chu Dương thản nhiên nói, ngay lúc Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân sắp chạm vào anh, một luồng chân khí mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra. Luồng chân khí này như thủy triều cuồn cuộn nhanh chóng quét sạch toàn bộ khu nhà Tô gia. Còn hai người Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân chưa chạm tới Chu Dương, đã bị đánh bay ra ngoài. Lãnh vực của Hoàng đế. Đây là chiêu thức mà Chu Dương mới nhận ra trong hai ngày qua. Kể từ khi đột phá thành Hoàng đế võ giả, về cơ bản mỗi ngày anh đều suy nghĩ xem có kỹ năng nào dành riêng cho Hoàng đế võ giả hay không. Cuối cùng, anh cũng phát hiện ra Hoàng đế võ giả và tông sư võ giả hoàn toàn là hai cấp độ, hai khái niệm riêng biệt về sức mạnh. Thậm chí chân khí của hai bên cũng hoàn toàn khác,
chân khí của tông sư võ giả thực sự chỉ là một dạng sức mạnh thuần túy. Còn chân khí của hoàng đế võ giả, thì lại mang theo sức mạnh cưỡng chế vô cùng bá đạo. Chu Dương luôn có cảm giác kỳ lạ, bản thân mình còn có thể đột phá được gì hay không, còn có thể tìm ra được gì đó nữa hay không. Cuối cùng hai hôm trước anh đã nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm. Kết hợp với trái tim hoàng đế, anh hoàn toàn có thể phát huy tối đa năng lượng chân khí của hoàng đế võ giả. Hơn nữa có thể khống chế vô cùng chuẩn xác, tức là có thể điều chỉnh tăng hay giảm chân khí của hoàng đế võ giả bên trong cơ thể anh. Anh chỉ cần đứng im không di chuyển đã có thể làm được rất nhiều việc, hoàn toàn dùng suy nghĩ của bản thân tự huy động nguồn chân khí để làm những việc đó. Chu Dương gọi kỹ năng này là lãnh vực của hoàng đế, đọc nhanh tại TAMLINS247.net. Trong lãnh vực của hoàng đế, anh chính là bất khả chiến bại. Người thống trị tuyệt đối. Giống như lúc này, Chu Dương chỉ đứng tại chỗ, nhưng hai người Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân kia đã bị văng ra xa. Không chỉ là bị văng ra, mà bọn họ còn bị một sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt ở cổ, rồi nhấc bổng lên không trung. Sự chênh lệch đã quá rõ ràng. Chỉ một chiêu thức, không phải, có thể nói là hoàn toàn không dùng đến một chiêu thức nào, Chu Dương không hề cử động di chuyển, đã có thể triệt để khống chế hai tông sư võ giả ở trình độ đỉnh cao. Chu Dương đứng thẳng trong khu nhà Tô gia, quần áo chê y người không hề bị gió lay động, khá giống khí phách của một lão đại. Cảnh tượng này khiến Tô Vĩ sững sờ. Sau đó cậu ta lại trở nên hưng phấn. Thật sự là mình không theo nhầm người. Đúng là lão đại. Ngầu, quá ngầu. Cậu ta hào hứng nói với Tô Thế Minh, bố, bố đã nhìn thấy những gì mà con nói chưa? Chê y thế giới này, không có gì là lão đại không làm được, đúng không? Tô Thế Minh nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng kinh ngạc. Ông ta sớm đã biết Chu Dương rất mạnh, nhưng không ngờ rằng Chu Dương lại có thể mạnh đến trình độ này. Cảnh tượng trước mắt lúc này giống như một vị thần giáng thế, khiến người ta muốn quỳ xuống bái lạy. Sắc mặt Chu Dương rất bình tĩnh, anh xua tay một cái, hai người Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân lập tức bay đến trước mặt anh. Chu Dương hờ hững nhìn hai người họ, thản nhiên nói, bây giờ, các ông còn muốn nói gì nữa không? Bây giờ, các người có còn cảm thấy rằng tôi là một tên phế vật vô dụng? Tô Vĩ chọn đứng về phía tôi, là lựa chọn sai lầm. Chu Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người họ, như thể nhìn vào hai người đã chết. Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Quân lộ rõ vẻ đau đớn, không nói nên lời. Không phải bọn họ không muốn nói, mà là cổ họng của bọn họ bị bóp nghẹt, thật sự không thể nói được câu nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.